Trời nóng quá.
Alo, cô chào các em nào. Các em lên tiếng cho cô nghe tí nào. Alo. Alo, cô chào các em. Cô điểm danh nha. Tranh thủ lúc này. Cô thử điểm danh tại vì cô không thấy một ai à. Con Hoàng Duy thôi. Phong Duy, sao cô không thấy Khánh Duy nhỉ? Dạ Không thấy tên của em ở trong này. dạ em lớp đại trà cô. Thì lớp đại trà. Cô cũng đang tìm thấy. Cô thấy Khánh Duy rồi. Cô thấy Khánh Duy lên rất là sớm. Rồi bây giờ các bạn đâu rồi? Alo, các em đâu? Cô thấy ở trên này mới có 13 em à. Và cô còn đoán được là các em á, chỉ cần bật lên thôi, không cần nghe đúng không? Bây giờ hôm nay lớp của chúng ta có 15 người. Bây giờ cô muốn điểm danh nhanh này. Tất cả những em có mặt hôm nay đọc tên cho cô. Bây giờ cô chỉ cho mười mấy phút thôi, tức là một người một phút đọc tên cho cô xem nào. Trần Thị Thiêm, nó đợi chờ. Trần Thị Thiêm, nhanh tranh thủ nha. Cô welcome các em và các em yên tâm rằng là chúng ta sẽ dễ hơn khi đây Trần Thị Thiêm, cô thấy Thiêm nhiều lắm, còn có điểm bài tập nữa. Rồi tiếp theo đọc nhanh cho cô Khánh Duy rồi. Dạ lê thầy Anh Thư lớp đại trà. Lê Thị Anh Thư cô thấy rồi. Ok, welcome em cũng 4 lần, lần này lần thứ 5 rồi. Tiếp theo Dạ cô Thị Ngọc Linh lớp đại trà. Linh Phong, có điểm danh để tí nữa tha hồ mà nghỉ đúng không? Muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, không có sao. Rồi tiếp theo Dạ Huỳnh Ngọc Trang Đài lớp đại trà. Huỳnh Ngọc gì bé? Thanh Dạ Trà Trang Đài. Trang Đài á hả? Dạ. Trang Đài là phần D. Thấy rồi, giỏi. Welcome các em. Hy vọng là các em sẽ qua cái môn này rất là dễ nha. Rồi tiếp theo Dạ Phạm Vũ Tường Vi lớp đại trà. Tường Vi hôm nay chịu khó mình học ít thôi, nhưng mà cô muốn hỏi các em về nhà đã. Tường Vi cố lên nha, Tường Vi vẫn hơi ít đúng không? Dạ Cố lên em, tại vì bây giờ mình ở nhà làm gì, buồn không các em? Cô cũng thấy buồn. Hy vọng là tuần sau có thể em ạ. Suốt ngày cứ hy vọng thôi, tại vì dịch bệnh. Thế ở quê của các em, hay là các em ở thành phố hay là ở quê? Ở quê cô ơi. Thế ở quê thì tình hình thế nào? Có thấy dịch bệnh gì không? Dạ không. Rồi cho bây giờ đọc tiếp cho cô nào. Dạ. Nguyễn Minh Trình lớp chất lượng cao cô ơi. Minh Trình, đâu có xem Trình nào. Rồi, Trình được 3 buổi với một dấu chấm hôm nay nữa, đúng không?
Dạ. Rồi. Tiếp theo em, các em cô thấy ở đây là khoảng bây giờ là 27, em mới nhanh chóng cho cô cho thêm 5 phút nữa. Bây giờ là cô 8:03. Đọc đi. Dạ Đặng Thanh. Đặng Thanh gì đấy? Dạ Đặng Thanh Phương Nguyên cô. Đặng Thanh Phương Nguyên. Dạ, lớp Đại Trà. Cô biết rồi. Cô thấy tên quen mà, Phương Nguyên là từ bài đầu đã phát biểu mà. Dạ. Không nhớ mà. Rồi, ok. Dạ Mai Phạm Tuân. Con lớp nào? Mai Phạm Tuân thấy rồi. Rồi, thấy có. Dạ Nguyễn Hữu Tính. Nguyễn Hữu Tính. Lớp Đại Trà cô. Thấy cô thấy rồi, giỏi, cũng thấy được 5 lần rồi đấy. 5 dấu cộng này, các em nhìn nè. Tức là các cái bảng tên là cô có đánh dấu nha. Để cô khuyến khích các em, và cô hy vọng là ít nhiều gì các em nghe một tí thôi, là các em ít nhiều gì cũng hơi hiểu được. Bởi vì trên mạng bây giờ nó đầy. Thế nhưng mà cái gì mình cần làm và cái gì mình cần hơi hiểu thôi, cô không cần các em hiểu nhiều, nhưng để các em có thể có một cái khái niệm căn bản, và để từ đó các em có thể làm được bài tập và thi qua môn của cô. Có những em nói cô, em nói thật là em thi xong rồi em mới thấy là hơi hiểu. Đấy, thì cái đó nó nói lên một điều gì? Nó nói lên là nếu chúng ta chăm chỉ thì chúng ta có thể vượt qua cái môn này. Còn môn này tùy các em thôi. Tức là có thể học tốt, thích, có thể không học tốt, thích, nhưng mà nó là nền tảng cho tất cả các môn khác. Cho nên là các em cứ yên tâm, học chăm trước đã, rồi sau đó mình mới nói về thông minh hay không, rồi điểm cao hay không. Rồi bây giờ đọc tiếp cho cô nào. Lê Thị. Lê Thị gì? Lê Thị Huỳnh Như cô. Như không? Cô chưa thấy. Lớp Đại Trà hả? Dạ lớp Đại Trà cô. Thấy rồi. Như cố lên nhá. Cô thấy ở đây chỉ có mấy hai dấu cộng, một dấu chấm à. Dạ. Rồi cố lên. Rồi em nào tiếp tục nhanh cho cô. Hoàng Đình Thức cô. Thức hả? Lớp, dạ lớp Đại Trà. Ok. Hoàng Đình Thức giỏi. Cô thấy nhiều dấu cộng lắm. Đủ các tuổi thì ngồi tham gia một tí. Mấy cả cô nói nghe nè, nếu như mà các em thấy sóng yếu á thì các em vào YouTube. Tí nữa cô gửi cái link ra thì nó nhẹ hơn, em hiểu không? Vào YouTube xong là nhớ là ấn cái subscriber gì đấy cho nó vui vui nhá. Còn cái này là meeting GC thì các em cũng có thể xem được. Còn bình thường thì cô có làm lại những cái video ngày hôm nay để cô gửi lên LMS. Như vậy là những em nào mà không tham dự được ngày hôm nay thì cũng không sao, chẳng có vấn đề gì. Chỉ chúng ta không điểm danh. Bây giờ đồng hồ của cô là 8:06. Bây giờ khoảng lên tới số 10 nhá. Đọc tiếp cho cô nhanh. Dạ Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nguyễn Thị Thanh Thảo không? Dạ Đại Trà. Cô thấy rồi. Thảo cũng giỏi nè, nhiều thứ nè. Cố gắng tham dự. Rồi khi nào mà các em không nghe thấy tiếng nói ấy, thì các em phải tức là cô vừa rồi cô xem lại cái video có một khúc lúc mà nó chiếu phim ấy, đâu có hình gì đâu mà cô không thấy các em gọi là có ý kiến gì, chứng tỏ là mấy em chỉ bật lên xong đi chơi đúng không? Lấy tập vở ra để bên cạnh cho cô, đề vào ngày hôm nay là học online về cái vấn đề gì, và sau đó thì cô có chấm tập nữa. Và các em yên tâm, nhà trường thì có thể là coi như đây là mùa hè đấy, thì như vậy hè năm nay các em sẽ không. Rồi đọc tiếp cho cô. Dạ Nguyễn Thị Kiều Oanh lớp Đại Trà. Nguyễn Thị Kiều Oanh. Thấy rồi, Oanh cố lên. Cô thấy nhiều dấu cộng lắm. Rồi, ok. Dạ Lê Thị Minh Hiếu thôi. Lê Thị Minh Hiếu lớp Y tế. Lớp Đại Trà. Thấy rồi, rồi. Cô thấy 5 dấu cộng luôn, ok. Xong chưa? Dạ Lê Bùi Phương Thảo cô ơi. Lê Thảo này là cô rất là welcome nhé, lớp mình nhiều nữ ghê. Lê Bùi Thu Thảo, Phương Thảo, dạ, đúng không? Dạ Phương Thảo cô ơi. Lê Bùi Phương Thảo có 5 lần rồi đấy. Ok, tiếp theo. Nguyễn Phúc Toàn cô ơi, lớp chất lượng cao. Toàn cũng giỏi, cô thấy cái giọng này của em là
Nguyễn Phúc Toàn là mới được buổi thứ tư thôi. Ok, tiếp theo các em. Dạ, đúng rồi cô. Lời lớp Đại Trà. Lời. Mình cứ điểm danh xong một lát cho mình có thể nghỉ ngơi mà. Trần là cũng Lợi đúng không? Dạ. Lợi ơi, cô thấy là tên của em à có, nhưng mà tại vì cô đánh dấu Trần Hữu Lợi rồi. Ok, giỏi lắm. Tiếp theo thôi nha. Vào trường cô. Trường hả? Dạ, chất lượng cao. Nguyễn Phúc Trường à, Nguyễn Phúc Bảo Nguyễn Trường Phúc đúng không? Trường cô. Rất giỏi, nhiều dấu cộng lắm. Dạ. Cố lên nha các em. Rồi. Bây giờ cô phải dừng và bây giờ cô muốn hỏi các em một chút. Nào, Diop có mấy lớp? Diop có mấy lớp em? Hai lớp. Hai lớp rồi. BGT có mấy lớp? Dạ ba lớp. Ba lớp. Rồi. Thế thì BGT có mấy cách mắt chung? Ba cách. Ba cách. Rồi, thì mình học thuộc lòng cái đã. Và như vậy cô có dạy cho các em là bốn mạch phân cực. Những em nào đã thử về tập viết mind map của BGT nói cho cô xem nào. Có em nào có không? Mind map là gì? Tức là viết tóm tắt của ba mạch bốn mạch phân cực các em. Mạch phân cực kiểu định dòng. Mạch phân cực kiểu mạch phân cực kiểu định dòng, mạch phân cực kiểu cô phải giao bài tập về nhà là mind map này, các em viết bài tập đi, các em viết cho cô nào, mind map về BGT để chúng ta không quên. Thế thì BGT nó có là phân cực đúng không, và ở đây chúng ta chỉ học phân cực của mạch ơ chung. Thế thì có ba cách mắc chung các em. Cô gửi cho các em này. Đấy là bài số 1 là mind map của BGT. Phân cực thì toàn là mạch ơ chung các em. Thế thì ơ chung là sao? Để tại vì cái này rất quan trọng khi mà chúng ta học đến ở một cái bài tiếp theo á, thì bao giờ các em cũng cần phải có. Các em cũng cần phải có được cái ở đây là cô đang review đây, cô thí dụ để cô share màn hình cho các em nha. Cô muốn trước khi mà chúng ta học sang một cái con transistor khác á, thì bao giờ chúng ta cũng phải ôn review lại các em. Thì mạch phân cực thứ nhất là đại khái là hình con transistor NPN này. Có điện trở ở các cực thì tên của các cực này. Và để gọi là để có thể xác định được cái trạng thái làm việc của transistor á, thì các em phải xét 3 bước. Và cuối cùng á, là các em phải nhận được một cái điểm tính điểm quy trên cái họ đặc tuyến ngõ ra. Và như vậy mạch phân cực kiểu định dòng có RE bằng 0 này là một điểm này. Và cái điểm quy này là phương trình đường tải tĩnh này, là tất cả các giá trị mà các em phải làm quen. Thế thì thí dụ cái mạch phân cực thứ hai cho BGT, cái này là cô đang review rất nhanh để các em nhớ lại, và em nhớ cho cô transistor có ba cực này. Và ba cực này, mạch này là được gọi là mắc ơ chung, bởi vì một cực của nó nằm phía tay phải được nối với tài, tức là thông qua cái tụ. Tức là nó busy rồi, tức là cực C. Thế một cực nằm ở phía tay trái nối với cực nền. Tay trái là một tay phải, một tay trái, tức là chúng ta có hai cái phía đấy kẹp. Thì cực thừa còn lại được gọi là mắc chung, và mạch này là mạch mắc chung.
Thế thì câu 1 bao giờ cũng là xác định tính điểm quy, đúng không? Rồi câu số 2 bao giờ cũng là xác định tính điểm quy. Câu số 2 bao giờ cũng là viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Thế thì bao giờ bài tập bao giờ cũng là em phải xác định vị trí của điểm quy trên cái đồ thị này. Và đây là hai, đây là hình mà mạch phân cực có điện trở RE. Thế thì để hơi khó thì bây giờ các em phải nhớ cho cô và các em về phải viết cái mind map cho cô. Có nghĩa là chúng ta phải vẽ cái hình này và tất cả các cái công thức. Và đây được gọi là phương trình đường tải tĩnh này các em. IC thì bằng 1 trên RC trừ 1 RC cộng RE VCE cộng VCC chia RC cộng RE. Và chỗ này này các em luôn luôn sẽ có một giá trị được gọi là cái giá trị này này các em phải nhớ cho cô, đây là một cái điểm góc và luôn luôn có giá trị nguồn nằm ở đây. Và đây là giá trị maximum, IC max nó nằm ở đây. Nó viết từ cái phương trình này đấy các em. Ở đây phương trình này có hai biến này, thứ nhất là IC này và thứ hai là VCE này, là mình không biết. Y bằng trừ AX cộng B, VCC và RC, RE giống nhau. Thế thì các em nhìn cho cô, đây được gọi là mạch phân cực có điện trở RE khác không? RE đấy, tức là ở cực nền. Tiếp theo, đây là mạch phân cực thứ ba, là mạch phân cực cầu phân áp. Thì các em phải nhớ cái điều gì? Cầu phân áp tức là ở tại cực nền của nó có hai điện trở. Điện trở thứ nhất là điện trở RB. Điện trở thứ hai là RB2, RB1 ở cực nền này các em. Đây là cực nền của con transistor. Và mạch này vẫn là mạch ơ chung luôn. Và mạch phân cực cầu phân áp, đây là hai điện trở RB1 và RB2, là chia cái điện áp nguồn VCC ra. Ta có thể viết nó thành một gọi là một mạch tương đương. Cái cầu chia áp này thì có tương đương với điện trở tương đương và nguồn tương đương. Thì điện trở tương đương bằng hai điện trở này song song. Và nguồn tương đương thì bằng là nguồn VCC RB2, tức là cái điện trở phía dưới này các em nhé. Tức là chúng ta phải lưu ý cái điện trở phía dưới này. Và như vậy là để cô lấy cái này. Đấy. Ta lấy cái điện trở ở phía dưới này. Và ta thấy là cái điện trở ở phía dưới này này các em, thì luôn luôn là nó có giá trị sẽ nhỏ hơn điện trở ở trên trong quá trình tính toán. Chưa? Thế thì ba cái mạch này, đây là nguồn một chiều đấy các em, tức là màu đỏ, cô ký hiệu nguồn một chiều mà là màu đỏ đi theo chân mạch. Và đây là cô review lại cho các em nhanh thôi. Sau khi chúng ta viết tương đương thì chúng ta có thể tính toán được rất đơn giản. Và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là chúng ta phải xác định cái tọa độ của điểm quy. Ta phải tìm ICQ, VCEQ. Và như vậy ICQ thì chúng ta có 3 bước. Bước 1 là viết phương trình phân cực nè. Bước thứ 2, bước 1 là viết phương trình phân cực. Từ đây ta suy ra IB bằng cái phương trình này mà chúng ta có hết tất cả giá trị rồi. Sau đó cô mang cái này lên đâu. Sau đó chúng ta tìm giá trị VCE thì phải viết cái phương trình ở cái khung thứ hai này. Đúng chưa nào? Ta phải viết phương trình ở cái khung thứ hai này. Và sau khi viết phương trình khung thứ hai này, chúng ta xác định được VCE, tức là tọa độ VCE và ICQ ở trên cái đặc tuyến ngõ ra này. Đây là một cái đường thẳng. Và phương trình đường thẳng nó sẽ viết từ cái phương trình mà tính VCE này các em. Là IC thì bằng trừ 1 RC cộng RE VCE cộng với VCC RC cộng RE. Và chúng ta có được một cái đường này. Và một lần nữa cô muốn lưu ý cái giá trị VCC này là khi IC bằng 0 thì VCC bằng VCE. Và như vậy cái giá trị này là ở trục tung và nó không bao giờ thay đổi, trục hoành và nó không bao giờ thay đổi, và chúng ta luôn luôn nhớ. Thế thì đây được gọi là bài toán phân tích. Và cái mạch thứ ba là mạch mà ta gọi nó là có điện trở hồi tiếp RB, thay vì nó mắc thẳng trực tiếp như là các cái mạch khác thì nó mắc như thế này. Và các em cũng có thể
xác định tính điểm quy bằng các công thức mà có sẵn. Thì cô rất là mong muốn là các em sẽ phải về nhà viết cho cô cái sơ đồ mind map này và tuần sau sẽ nộp cho cô. Đấy là những khung đầu tiên mà chúng ta viết để viết ra cái phương trình này. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy là dòng một chiều màu đỏ đi ở trong mạch đấy các em. Giải 3 bài tập về mạch phân cực. Và cái này là chúng ta sẽ hôm nay các em lấy bút ra đi. Chúng ta viết vào là cô sẽ giới thiệu với các em một loại transistor mới. Transistor trường, viết tắt của chữ, viết tắt là chữ phép. Trước đây chúng ta học BGT tí nữa, cô sẽ so sánh cả hai bên. Thì viết tắt của chữ Hill Effect Transistor, viết tắt của ba chữ là thứ nhất. À không phải, thì cô dùng cái chữ pen. Viết tắt của chữ F, chữ E và chữ T, viết tắt của chữ transistor trường điện tử, hoặc ta còn gọi chữ Hill này là trường điện tử này các em. Effect là hiệu ứng trường điện tử. Thế thì con transistor này, vì nó mang tên là transistor mà các, thì mình thấy là nó cũng có những cái yếu tố là đặc biệt giống như các em viết cho cô nào. Phép là linh kiện bán dẫn có ba cực. Cực máng, à máng là để hứng cái gì, nó giống cực thu bên kia. Cực nguồn là để phát ra cái gì, và cực cổng. Các em nhìn cho cô này, lại cũng hình tròn. Trước đây chúng ta học cái con bipolar transistor là viết tắt của chữ BGT đấy các em. Thì ta đã học này, chỗ nào có mũi tên thì được gọi là miền phát. Thế thì ở đây cái mũi tên của chúng ta, các em nhìn sự so sánh của cô đây. Ở bên đây là phép, mũi tên nó nằm giống như là ở cái chỗ cực cực nền ấy. Thì ở đây tên của nó là cực cổng, gate, cực cổng, cực máng, máng là để hứng cái gì, và cực nguồn là để phát ra cái gì. Và đây là một linh kiện mà nếu về ký hiệu đấy các em nhìn này, các em vẽ vào cho cô để chúng ta biết. Thí dụ như con NPN là mũi tên đi ra, và nó cũng có ba cực, cực mũi tên thì nằm ở cực phát, cực thu và cực nền. Thế con phép của chúng ta là mũi tên đi vào và nó nằm phía bên này. Thì đây người ta gọi là N-tip, hay còn gọi là kênh N. Thế thì phép là linh kiện bán dẫn có ba cực. Cực máng, máng là máng hứng nước á, máng, máng ăn á. Drain, cực suộc là cực nguồn, nguồn là phát ra cái gì đấy. Để chúng ta hơi hiểu hiểu. Và một cái cực cổng, tên của nó là cực cổng. Thì ba cực này tương đương với ba cực của transistor BGT. Và người ta gọi kênh N rồi kênh P. À cái này mình là nó gọi là N-tip, thì mũi tên đây đi vào, còn đây lại đi ra nếu như so với BGT. Và P-tip là mũi tên đi ra, thì cái này là mũi tên đi vào. Các em nhìn theo cùng chiều mũi tên nha. Rất là đặc biệt là ở đây chúng ta phải, ở đây cũng không cần phải thuộc lòng, nhưng mà chúng ta phải có một cái kỹ năng để nhớ. Kỹ năng nhớ ở cái chỗ là thí dụ là mũi tên đi ra thì ta gọi cái đấy là kênh P. Thế còn chữ G phép này là cái gì thì từ từ đấy nó cô sẽ. Rồi bây giờ các em viết cho cô nào. Transistor trường được cấu tạo cơ bản trên phiến bán dẫn hình trụ. Cấu tạo cơ bản trên phiến bán dẫn hình trụ. Bao quanh chu vi của nó, bao quanh chu vi của nó là phiến bán dẫn. Bao quanh chu vi của nó là phiến bán dẫn khác chủng loại. Và đây là hình trụ đấy các em, mà cô cắt nó ra. Thế thì thường thì các em sẽ thấy ở trong không gian cũng khá nhiều.
Cô thí dụ là cái phiên bán dẫn định trụ như này. Cô vẽ hơi xấu một chút. Từ tí nữa cô tẩy đi. Đây cái phiên bán trụ nha. Giống như cái lý nước. Vẽ bằng con chuột cô không quen lắm. Và bao quanh chu vi của nó đó các em, cô đổi màu nha. Là phiến bán dẫn khác chủng loại. À bây giờ cô bao quanh giống như là bây giờ giống như cái giấy. À, cô thí dụ đây cái loại màu xanh này. Bao quanh chu vi của nó là bán dẫn khác chủng loại. Thí dụ như là bây giờ nếu mà chúng ta ký hiệu là màu đỏ là N là positive là dương nhá. Thì ta sẽ có màu xanh là N. Thế thì hai cái hình này của cô này. Mới đầu là P á. Màu đỏ là P đúng không? Bao quanh chu vi của nó là phiến bán dẫn hình trụ. Và người ta nối một cái que vào đây thì người ta gọi cái cực này là cực cổng. Người ta nối que vào đây, người ta gọi cực này là người ta nối một cái que vào đây. Người ta nối kim loại đấy các em. Thế là trong quá trình chế tạo đấy thì cô gọi cực này là cực mát. Ôi. Eraser đây. Cô gọi cực này là cực mát. Sao mà viết nó run quá. À, cô gọi cực này là cực D. Đây cái hình phiến hình trụ này chúng ta phải hơi tưởng tượng một tí. Cô gọi cực này là cực gate, cực cổng. Trời ơi, cô gọi cực này là cực S. Rồi. Thế thì cô mới cắt đôi cái hình này ra thì nó ra cái hình màu xanh phía bên tay trái của chúng ta đấy các em. Nếu mà cô cắt đôi cái hình này ra thì đây. Và bao quanh chu vi của nó, thí dụ như là nguyên cái phiến bán dẫn này hình N thì bao quanh chu vi của nó giống như là cái nẹp ấy, cái nẹp sắt cái ống nước đi. Bây giờ mình tưởng tượng đây là một cái ống nước mà nó có một cái nẹp sắt này màu xanh này này các em. Và nó nẹp vào là P và N. Và đây cũng vậy, nếu mà chúng ta đổi thì nguyên cái ống này là màu, nguyên cái phiến bán dẫn hình trụ, tức là nguyên cái ống nước ấy, là chữ P, tức là vật liệu bán dẫn loại P, thì bao quanh nó là loại N. Và như vậy á, cái miền cực máng này, người ta đặt ba cái phiến kim loại vào đây thì ta có cực máng và cực nguồn, và nó có cái kênh dẫn và ký hiệu của nó như thế này. Đây các em nhìn cho cô. Thôi bây giờ mình không hiểu về cấu tạo, lát nữa cô sẽ có một chút cái phim mô phỏng rất là hay. Thế nhưng mà cô sẽ giới thiệu với các em là đặt hai em tưởng tượng như này, và các em thấy là cái con transistor trường này á, nó có một cái kênh dẫn các em, từ miền nguồn đến miền máng, và kênh dẫn N. Giờ cô hỏi mấy đứa nào, kênh dẫn N thì hạt dẫn của nó có cái gì, là mang điện tích gì, là hạt gì các em? Alo, các em của cô đâu rồi? Alo, các em có nghe cô không? Dạ nghe. Bây giờ cô muốn hỏi này, kênh dẫn N thì có hạt dẫn gì? Hạt dẫn dương hay âm? Bán dẫn loại N. Nhớ không? Dạ là âm. Giỏi, là hạt electron đúng không? Thế còn ở phía bên đây nếu mà bán dẫn loại P thì cái trong cái kênh dẫn này, người ta gọi là kênh dẫn là cái miền thông này này. Thế thì trong cái kênh dẫn này hạt dẫn sẽ là gì các em? Nếu bán dẫn loại P. Em dạ trai lỗ, trả lời. Dạ lỗ trống. Rồi, em tên gì đấy? Dạ Nguyễn Hữu Tính. Nguyễn Hữu Tính là đại trà hả em? Dạ cô. Lớp đại trà hả? Rồi, dạ, thấy rồi. À, tức là có theo dõi rồi, ok. Thế thì nếu như mà mình không hiểu thì mình coi như là linh kiện này đã khái nó có cái kênh dẫn, và như vậy có kênh chắc là có cái hạt nó chạy. Và các em tưởng tượng là cái hạt nó chạy trong này thì tạo thành dòng điện. Và bây giờ chúng ta đi tiếp. Cô nói là transistor BJT á, nó có 3 cực. Rồi con FET cũng có 3 cực. Và đặc tuyến vô 5 pe của FET nó cũng chắc là nó cũng có một cái gì đó. Đại khái là bên BJT chúng ta phải nhớ cái đồ thị này, người ta gọi đây là họ đặc tuyến ngõ ra
có nghĩa là dòng ra phụ thuộc vào áp ra. Bây giờ cô muốn dừng một tí để cho các em mà viết cho cô cái, tức là các em vẽ cho cô đặc tuyến vô nam pe của transistor dùng cô cái nào. À, bây giờ các em vẽ cho cô ít ra là con phép cái đã, vẽ vào tập đã. Bây giờ mình hôm nay mình học ít thôi, thế nhưng mà bắt buộc các em phải cố gắng một tí. Đây, một bên á, cô hơi đảo chỗ một chút, tức là một bên á là con BGT và một bên là con phép. Thì cái đồ thị phía bên này ta thấy chữ dòng IC không các em? Thế thì con phép á, coi như mình học thuộc lòng, à con phép có ba cực thì dòng ba dòng của nó mang tên nó hết. Thí dụ dòng ID, dòng IS và dòng IG. Thế thì mỗi một cực là có dòng và có điện trở. Thế thì bây giờ về cấu tạo của nó cũng vậy. Thế bây giờ đây là đặc tuyến vôn ampe của phép hay là đặc tuyến vôn ampe của đặc tuyến vôn ampe của phép và BGT. Đặc tuyến vôn ampe của phép và BGT. Các em vẽ cho cô đây là mạch mắc chung. Một lần nữa, con transistor phép nó sẽ cũng có ba cực. Giống BGT này thôi, con này là PNP này các em, mũi tên nó đi vào. Còn con này là kênh dẫn N. Kênh dẫn N thì mũi tên, đây mình hơi phải nhớ một chút. Thế nhưng mà cho dù P hay N đi chăng nữa, khi mà người ta dựng đứng nó lên như thế này, tức là các em lắp ở trong mạch hoặc nhìn trong bất kỳ một mạch thì ta gọi nó là mắc chung, đây là mắc ơ chung này. Còn đây là mắc S chung này. Ơ với S giống nhau. Và như vậy cái dòng ở đây là dòng ID các em. Và cái V ở đây là V của DS. Các em nhìn cho cô VDS chữ nhỏ nhỏ trong này. À, VDS tức là phía bên tay trái, tức là dòng ngõ ra và điện áp ngõ ra. Còn đây là BGT thì chúng ta đã hơi quen rồi. Có nghĩa là VCE và IC. Đây, VCE là chỗ này. Và IC là dòng IC ở chỗ này nó đi ra. Còn dòng ở trên đây là dòng cực D. Thế thì các em vẽ cho cô hai cái hình này vào. Và đây được gọi là đặc tuyến truyền đạt, là cái đường màu xanh này, hai vector riêng ra cho cô. Các em vẽ vào cho cô. Họ đặc tuyến, tức là người ta cho mặc định các em. Để cô chú thích vào đây cho các em một chút. Tức là đây là V, đây là ID. ID. Cái trục đó, và cái trục ở dưới này này các em, là qua cô làm sao mà nó biến mất. Cái trục ở dưới này là người ta gọi là VGS. À, ở đây các em thấy có một cái đồ thị mà các em vẽ theo cô nha, bắt buộc các em phải vẽ để mình hiểu bài một tí thôi. Ở đây là có một cái đồ thị nhỏ nhỏ ở đây, các em nhìn thấy không nào? À, cô sẽ đây là một cái mũi tên của cái trục. Và cái trục này á, nó khác với cái trục. Đây là có hai đồ thị nhé các em nhé. Một đồ thị là ID này, nó giống như IC đây. Và VCE thì ở đây là VDS, VCS. Thế còn ở đây của cô, tức là các em chịu khó vẽ vào một cái đồ thị khác. Đây. Cô vẽ như thế này là bởi vì người ta thường là thích vẽ với nhau. Người ta thường là thích vẽ. Người ta thường vẽ sát với nhau để người ta thấy là cái dòng ID. Đây cũng là trục ID các em nhé. Cái đồ thị màu đỏ, đây cũng là trục ID. Và cái trục nằm ngang này này, ta gọi là trục VGS. Thế còn cái trục mà ngõ ra,
cô vẽ đậm lại này, chụp ngõ ra đây. À, các vẽ theo cô nha, vẽ và tập cho cô để mình hiểu, ít ra là mình học đến đâu á thì mình hơi hiểu thôi là được. Đây, chụp màu tím là một chụp tung á, cô đồ lên để cho nó đậm lại nè. Chụp tung là ID thì tương đương ID. Chụp màu tím nè. Ở đây ta có hai đồ thị, một là họ đặc tuyến ngõ ra, tức là dòng ra phụ thuộc vào áp ra. Em vẽ cho cô và em thấy hình như hình nó cũng bằng bằng, tự nhiên nó ngang ngang, nó giống giống bên BGT. Mà bên BGT thì nguyên tắc là chúng ta phải hơi hiểu rồi đó. Bên BGT là cô để đấy để các em so sánh. Thì bên đây á, con phép này này là nó có một họ đặc tuyến, nó gọi là họ đặc tuyến. Nó chỉ có hai họ đặc tuyến thôi, bên BGT là ba họ. Thế thì ở đây họ đặc tuyến ngõ ra là cái đường màu tím. Thì ta có trên này là ID luôn, hai cái trục màu đỏ và màu tím này đều là ID các. Và cái trục ngang của cái trục màu tím này được gọi là VDS, là đặc tuyến ngõ ra. Đây VDS này. VDS này, D là tức là cái mũi tên mà nó nằm ở chỗ này. Đây VDS này. Thì khi mà cô cố tình làm như thế này để cho các em có thời gian vẽ theo cô, bởi vì cái đồ thị này nó cũng giống như cái đồ thị phía bên này này các em. Nó giống lắm. Tức là nó giống đến mức mà nếu như mà chúng ta rành, tức là chúng ta giỏi cái phía bên BGT, tức là chúng ta hơi hiểu về bên BGT á, thì chúng ta sẽ thấy là đây BGT chỗ này là VCE này. Đúng không? Và ở bên phép này thì đây được gọi là họ đặc tuyến ngõ ra là cái trục ngang này này. Là V, D, cực này là cực D và cực này cực S. Cực D và cực S rất giống nhau các em. Lúc nãy mình thấy trong cái cấu trúc này. Cô quay trở lại này. Lúc nãy mình thấy trong cấu trúc này cực D này là người ta gắn vào đây này. Và cực S này nó giống nhau, cho nên là ở đây các em lưu ý. Và khi mà cực D và cực S giống nhau á, thì ta có một cái họ đặc tuyến. Và cái họ đặc tuyến này nếu các em tinh ý, các em nhìn cho cô này, ở đây nó là điện áp. Đây là VGS và là cái trục này này. VGS1, đã trị VGS2, VGS3, VGS4, vân vân. Và ở phía này thì hơi khác một chút, nó là IB1, dòng ngõ vào. Ở đây là dòng ngõ vào, còn ở đây là điện áp ngõ vào. Okay. Hai cái đó nó hơi khác nhau. Thế thì bây giờ cô muốn các em hãy chú ý, và bây giờ các em hãy vẽ cho cô cái đặc tuyến vô 5P của phép thôi. Còn của BGT là để cô đang so sánh. Bây giờ các em vẽ cho cô hai đồ thị. Một đồ thị màu tím ta gọi là đặc tuyến ngõ ra của phép. Nói chung đại khái cũng có đường cong 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 lên thẳng. Chỗ này cũng cong 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 lên thẳng, thẳng thẳng, nhưng mà thẳng hơi xéo xíu. Còn này nó thẳng ngang các em. Và cái tham số này á, nó là điện áp, còn tham số bên đây là dòng điện. À đấy là hai điểm khác biệt cơ bản của hai con transistor này. Và người ta gọi con phép là điều khiển bằng điện áp. Các em này hãy viết cho cô. Và phía bên này là họ đặc tuyến truyền đạt. Có nghĩa là một dòng ngõ ra phụ thuộc vào điện áp ngõ vào. Thì đấy là em vẽ ngay bây giờ cho cô một con phép, và em có thể vẽ nguyên cái đồ hai cái đồ thị phía bên trái thôi. Và em tham khảo tất cả các thông số về cái trục này á, em viết cho cô là trục VDS này, người ta viết nhỏ nhỏ dưới này được em. VDS, còn ở trên này là dòng ID thì cũng là dòng màu đỏ và dòng màu tím của hai cái trục đỏ tím giống nhau. Và đây là hai đồ thị, một đồ thị họ đặc tuyến truyền đạt, một đồ thị họ đặc tuyến ngõ ra. Và họ đặc tuyến ngõ ra này các em gần như phải thuộc và quen thuộc so với họ đặc tuyến ngõ ra, giống như là họ đặc tuyến ngõ ra của BGT. Và như vậy là chúng ta sẽ cố gắng vẽ vào tập cho cô, bởi vì cô có chấm tập. Chị ơi, Thank you.
À, các em đã vẽ xong chưa nào? Không thấy một bóng một ai nữa. Mai mốt cô mà kiểm tra tập á, mà ai có là cô còn cộng thêm điểm, còn nếu mà không có thì tất nhiên là cô chẳng trừ điểm. Nhưng mà chứng tỏ là sẽ, tức là các em chưa học tập một cách nghiêm túc, đúng không? Cố gắng lên nha. Rồi sau khi viết xong thì mình cứ coi như là như thế đi. Thế các em hỏi, các em sẽ thắc mắc bảo cô cái này là cái gì? Cái này người ta cho trước, cho nên em không thắc mắc gì cả. Và các em nói là coi như là mặc định. Khi mà có một một mạch điện mà có hình con transistor, nó có ba cực này, thì mình mặc định là có cái đường này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng nguyên lý hoạt động này các em. Các em nhìn lên slide cho cô một chút. Tức là chúng ta giả sử là kênh này là N, kênh dẫn N này, và cái con này đây, ký hiệu của kênh dẫn N đây, và các hạt khi mà ta đặt điện tích dương vào chỗ VDS các em, thì các hạt electron màu xanh của chúng ta nó chuyển động như thế này. Và lúc đó thì dòng điện ở trong mạch điện là dòng ID đấy các em. Nó theo chiều ngược lại của các hạt electron này. Đây cô, các em tưởng tượng ra chưa? Đã khái cho nó hay hay. Bây giờ cô nói lại nha. Bây giờ giả sử mình tưởng tượng cái hộp màu xanh này của mình lúc nãy là cái phiến bán dẫn hình trụ, là cái ống dẫn nước. Các em nghe nè. Thế thì cái ống dẫn nước này cô mới đặt, cô đặt điện tích dương vào đây. Đây cái phiến này nó là hình dương đây các em. Cái phiến này này, đây là dương, là diều, giống như là cái ống nước này á. Và chúng ta đặt điện tích âm vào đây để đẩy các hạt dẫn chạy trong kênh dẫn. Và các em biết là cái màu vàng vàng này á, giống như cái nẹp sắt á, chính là phiến bán dẫn, tức là độ dày của cái nẹp sắt của bán dẫn loại P. Còn đây là trong màu xanh này là bán dẫn loại N. Và kênh dẫn này, kênh dẫn N và ký hiệu của nó đây. À, một con transistor có ba cực, cực máng này, cực nguồn này và cực cổng. Và kênh dẫn này là kênh dẫn N. Như lúc nãy bạn gì đấy trả lời là tương đối đúng mà mình hỏi thôi. Vì các em xem là khi cô đặt điện tích, tức là mình cung cấp năng lượng, thì các hạt dẫn nó chạy như này đây. Và khi các hạt dẫn chạy đấy các em, thì có phải là tạo thành dòng điện không? Và dòng điện đấy nó theo chiều ngược lại của các hạt electron, đúng chưa? Và lúc đó người ta đo được ở mạch ngoài đấy các em, là cái đường màu đỏ này này. Tức là từ đoạn 0 cho đến đoạn A và tiếp tục nha. Khi mà nó chuyển động vì điện tích dương ở đây, điện tích âm ở đây, thì nó sẽ làm thay đổi cái diện tích của kênh dẫn. Diện tích kênh dẫn bao quanh cái này là có phải vùng chuyển tiếp không? Có N, có P thì là vùng chuyển tiếp bao quanh chỗ này. Bao quanh chỗ này, và kênh dẫn bị thay đổi này. Chỗ này phân cực thuận, chỗ kia phân cực nghịch. Và các em nhìn cho cô nha. Đoạn OA trên đặc tuyến. Thế và khi mà dòng, cô lại đặt thêm điện tích nữa, thì dòng bắt đầu không đổi. Ai cần thấy là cô vẽ nó nhỏ lại. Là đoạn A này, B này. Và kênh dẫn nó bị ngắt đó. Nó bị giống như là bị nghẽn kênh, giống như các em tưởng tượng cái nẹp sắt á. Cái kênh dẫn màu xanh bây giờ nó thành nhỏ xíu à. Thì là đoạn này ta gọi là điểm thắt kênh này, là điểm A đây này các em. Và đây là khi mà VGS bằng 0 nhá, tức là cô chưa cho điện áp ở cực G và cực S này. Rồi tiếp theo, tới đây, suốt cái đoạn này á, thì dòng điện của chúng ta không đổi. Đây, điểm nghẽn kênh này bắt đầu này. Điểm nghẽn kênh, dòng điện của chúng ta là không đổi và tương đối gọi là lớn nhất. Và khi điểm nghẽn kênh á, mà không đổi á, thì lúc đó ta có cái đoạn AB bằng 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 màu đỏ này các em. Và tại điểm B thì sẽ bị đánh thủng. Và lúc đó là cái đoạn đánh thủng là đoạn B, và cong cong đi lên đây thì người ta gọi là nó bị đánh thủng mất rồi. Thì như vậy chuyển tiếp PN là, tức là transistor sẽ không hoạt động nữa. Thế thì
Em thấy cái đồ thị đây được gọi là đồ thị họ đặc tuyến ngót ra, đây là người ta thử nghiệm thôi. Thế người ta mới thấy cái dòng ở trong này này các em, cái dòng ID này này thì bằng một giá trị là dòng IDSS 1 trừ VGS này các em, trên cái VP này. Thì mình chưa hiểu lắm, thế nhưng mà đây là một cái phương trình bậc 2, tất cả bình phương này các em. Thế thì người ta bảo là mặc định là khi người ta khảo sát thì cái con phép này nó hoạt động, mình nó hoạt động là do dịch chuyển của các hạt dẫn thôi. Và khi người ta thay đổi cho điện áp vào cực VGS này thay đổi là nhỏ hơn không chẳng hạn, thì lúc đó ta có cái đường màu xanh này tới đường B1, ta gọi là A1 và B1, ta gọi là vùng làm nghèo điện tích kênh dẫn. Thế nếu như ta cho VGS lớn hơn không, VG và S này lớn hơn không, thì kích thích các hạt dẫn và ta thấy là điểm thắt kênh á, nó lớn hơn, và người ta gọi vùng này là vùng giàu hạt dẫn trong kênh. Và cái điểm đánh thủng, những cái điểm đánh thủng là người ta bỏ mất các em. Và như vậy cái đồ thị lúc nãy, cô quay trở lại cái đồ thị lúc nãy nha. Đây, cái đồ thị này này các em. Thì các em thấy là nó cong 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 lên và đây nó bằng 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 bằng. Và giá trị VGS thay đổi, các em nhìn cho cô này. Và ở đây có VGS bằng 0 này. Thế và cái cực, cái đồ thị đó người ta để minh chứng thôi. Còn chúng ta là khảo sát và chúng ta gần như là tưởng tượng ra. Rồi, khi mà tưởng tượng thứ nhất là khi VGS bằng 0 là cái đường màu đỏ, thì trong mạch có dòng điện. Và bây giờ khi VGS, VDS lớn hơn VP, thì khi VGS nhỏ hơn 0 và VGS lớn hơn 0 thì chúng ta có được cái dòng điện. Và cái dòng điện đó được gọi là dòng, các em phải viết cho cô phương trình này, ID thì bằng IDSS, người ta viết là E cực máng này, saturation, người ta viết hai cái chữ SS cho nó khác biệt với cái dòng ID ở trong diode. Và như vậy các em viết cho cô công thức này vào. Và trong cái hàm này đấy các em, thì ta thấy ID là ta không biết và VGS chúng ta cũng không biết luôn. Còn VP này là giá trị điện áp mở. Đây, giá trị điện áp mở người ta cho trước. Và dòng này được gọi là dòng bảo hòa, là bắt đầu của điểm A này chiếu sang đây này, bắt đầu của điểm A2 chiếu sang đây này, bắt đầu của điểm A1 chiếu sang đây này, người ta cho trước luôn. Và như vậy IDSS là dòng bảo hòa có giá trị lớn nhất. IDSS là dòng bảo hòa có giá trị lớn nhất. IDSS là dòng bảo hòa có giá trị lớn nhất. Và người ta cho trước. Và phương trình này có dạng bậc 2 đấy các em. À, hơi khác. Ở bên kia IC ấy, thì nó chỉ bằng là beta lần IB thôi. Nó phụ thuộc vào dòng. Còn ở đây á là ID này phụ thuộc vào điện áp này các em. Điện áp VGS này các em. Và như vậy phương trình này là phương trình bậc 2. À, người ta khảo sát được và người ta chấm dứt được. Thế thì trong cái hình vẽ này cô muốn em, các em vẽ lại cho cô, không cần vẽ lại cũng được, nhưng các em vẽ cho cô cái phương trình là phương trình dòng cực máng của transistor phép sẽ bằng IDSS 1 trừ VGS chia cho modul của VP đóng ngoặc lại tất cả 1 trừ này bình phương. Cô vẽ cái công thức nó hơi xấu thì các em chịu khó. Và như vậy các em thử nhìn coi, tức là ở đây cô muốn mô phỏng một cái gọi là đây được gọi là VGS này. Cô muốn mô phỏng một cái hình để cho các em tưởng tượng ra thôi. Còn nếu như mà mình cảm thấy là mình không ok lắm thì các em viết cho cô cái công thức thôi. Đây được gọi là VGS.
VGS là nó nằm ở cực nào? Giữa cực G. V. VGS. Cô mong các em là hãy cố gắng là viết vào một chút để em biết được cái phương trình cái VGS nó nằm ở chỗ nào. Đây, cái VGS là cực G và cực S này. Để mình tưởng tượng ra VGS này. Đây, trong con transistor đấy các em. Trong con transistor VGS nó nằm ở cực G và cực S này, nếu mà trong mô hình. Còn trong cái hình này là VGS là cái vector màu tím này, nó nằm giữa cực G và cực S, tức là cực G, cực S bây giờ nối đất. Các em tưởng tượng ra chưa nào? Và như vậy á, ta cứ coi như là VDS rất là nhỏ đi. Và chúng ta thấy là có VGS âm này, rồi VGS dương này, và trong mạch điện của chúng ta có dòng. Và dòng nó càng ngày càng tăng lên thì cô biểu diễn nó là bằng cái dòng mập mập này. Rồi, và dòng nó không đổi là từ đoạn A cho đến đoạn B, cô đang nói về cái đường màu đỏ. Thế khi mà ta thay đổi VGS để cho VGS nhỏ hơn không thì cái điểm thắt kênh á, thắt kênh dẫn á, thì nó diễn ra sớm hơn. Đây là các đoàn xe chạy đấy các em, điểm nghẽn kênh giống như tắc xe. Đấy. Thế thì cô muốn các em viết cho cô các thông số của phép, hoặc là ta gọi là chữ G nữa. Các em hỏi cô chữ G là cái gì? G là viết tắt của chữ junction của phép. Từ nãy giờ là chúng ta nói là phép được cấu tạo cơ bản trên chuyển tiếp PN, trên phiến bán dẫn hình trụ, bao quanh chu vi của nó là một cái phiến bán dẫn khác. Thì bây giờ nó trên vi mạch nó là một cái cầu nối. Lát nữa cô sẽ, và các em viết cho cô này, điện áp cực đại. Người ta cho điện áp phân cực ngược cực đại của mối nối GS, công suất tiêu tán cực đại là VDS nhân P thì bằng U nhân Y, và đây là ngõ ra đấy các em. V này cực nguồn cực máng và nhân với ID, có nhiệt độ lưu trữ, nhiệt độ mối nối, và ta đặc biệt ta có phương trình ID bằng IDSS 1 trừ VGS trên module của VP. Tất cả cái này bình phương. Và các em đừng sợ là nó là cái gì, nó là một phương trình, trong phương trình này sẽ có hai ẩn, ẩn thứ nhất là ID và ẩn thứ hai là VGS. Nào, chúng ta viết một vài cái thông số của GFET. Những cái slide này là slide mà cô giải thích thì cô để trên LMS thôi. Nguyên lý và hoạt động. Nó cũng có 3 vùng các em. Thứ nhất là vùng ngắt. Thứ hai là vùng khuếch đại. Và thứ ba là vùng bảo hòa. Giống hệt như transistor. Cô xin quay trở lại một chút. Đây, trên cái đồ thị mà họ đặt tuyến như thế này thì con phép này này, nó có vùng bảo hòa là cái vùng này đấy các em. Thì ở đây nó cũng có một cái giá trị V rất là nhỏ. V này là VDS, VDS cô biết nhỏ này. Và vùng này được gọi là vùng ngắt. Vùng ngắt là có dòng giá trị ID rất nhỏ này. Đây, giống như ở phía bên này có vùng off này, vùng bảo hòa này là cái vùng bắt đầu cái điểm cao nhất là của mỗi cái đường đấy các em. Thì bên đây cũng vậy, bắt đầu điểm cao nhất của mỗi cái đường, ta gọi vùng này là bắt đầu vùng bảo hòa. Còn vùng bằng bằng cái này này, người ta gọi là vùng khuếch đại các em. Giả sử điểm quy của chúng ta nằm đây chẳng hạn. Cô thí dụ nha. Giả sử điểm quy của chúng ta nằm đây. Thì có phải là chiếu lên tọa độ này chúng ta có ICQ đúng không? Ui. Chúng ta chiếu lên tọa độ đấy chúng ta có ICQ. Giả sử điểm quy của chúng ta nằm đây. Khiếp, cô viết chữ quy.
Điểm quy của chúng ta nằm đây. Thế thì nó có tọa độ này. Tọa độ của nó này, đây là VDSQ này. Rồi tọa độ của nó là IDQ này. Thì điểm quy của chúng ta nằm đây là ok đấy. Thế nhưng mà nếu điểm quy của chúng ta nằm đây thì các em thấy là ID của nó cực đại và VDS của nó cực tiểu. Hai cái này nhân với nhau thì ta nhớ là giống như cái điểm Q1 ở đây. Phía bên này thì ta gọi là transistor ở trạng thái bão hòa. Thế còn nếu mà điểm Q nằm ở chỗ này đi thì các thấy em chiếu lên đây là IDQ nó bé lắm. Cho nên là người ta cũng có một cái vùng chắc là cái vùng bắt đầu ở chỗ này này các. Thì người ta gọi vùng này là vùng ngắt. Em chú thích vào cái đường ấy đi. À, vùng này được gọi là vùng off. Vẽ này sao mà nó xấu thế chứ. Vùng off. Thế còn cái vùng này được gọi là vùng amplifier hay là còn vùng active hay là vùng gọi là vùng khuếch đại gì đấy. Nó giống hệt con transistor đấy các em. Còn nếu mà là điểm quy mà nằm ở các cái vùng này thì các em nhìn này. Điện áp, dòng điện của nó thì cực lớn nhưng mà điện áp của nó cực nhỏ bằng không phải mấy. Còn nếu mà nó nằm ở cái điểm này đi, thí dụ nằm ở cái điểm này thì cũng gay go, là dòng điện của nó cực nhỏ và điện áp của nó cực lớn. Và như vậy á các em, thì cô nghĩ là trên cái họ đặc tuyến này nó có đầy đủ ba vùng làm việc. Các em viết cho cô nào, phép có ba trạng thái, phép có ba trạng thái làm việc. Phép có 3 trạng thái làm việc. Trạng thái thứ nhất là trạng thái khuếch đại. Là điểm Q nằm ở đây. Nằm Q nằm ở trong cái vùng này. Chỗ này cũng được em. Này cũng được. Các em chú thích vào. Ta gọi vùng bằng bằng này là vùng khuếch đại. Ở trạng thái này, transistor có khả năng khuếch đại tín hiệu xoay chiều. Các em vẽ cho cô một cái vùng thứ hai. Là trạng thái khuếch đại là trạng thái gì? Là trạng thái mà điểm Q nó nằm ở cái chỗ vùng bằng bằng đó. Và các em chiếu lên đây tức là ID khác không. Tức là không bé. Cái vùng thứ hai ta gọi là trạng thái ngắt, là khi ID, trạng thái ngắt là khi ID bằng 0 hoặc là bằng min. Đây các em chiếu này, min. Cái vùng này các em vẽ thêm một cái đường vào, xong em cho đây này, nó sát ở phía bên đây là vùng off này, sát ở đây IB gần bằng 0 mA. Thì bây giờ cái này âm âm, càng âm càng nhiều càng tốt. Thì ở đây chúng ta thấy là giá trị V này là V âm, còn V dương thì nó ở trên VGS. Thì ta gọi là vùng này vùng ngắt. Ở trạng thái ngắt, phép không có khả năng khuếch đại tín hiệu. Bởi vì công suất của nó bằng mấy các em? Công suất của nó bằng mấy? Bằng 0. Là bởi vì nó là ID sẽ bằng rất nhỏ. Và V, mặc dù là VDS có thể lớn. Rồi bây giờ trạng thái thứ ba là trạng thái bão hòa. Trên cái đặc tuyến này em chú thích vào thôi là được. Trạng thái bão hòa là điểm Q nằm ở các cái vị trí này. Vị trí này thì có điểm gì xảy ra? Tức là có ID nhưng mà V của D, S bằng 0,1. Mà V của DS mà bằng 0,1 thì hai cái đó nhân với nhau đấy các em. Thì nó sẽ bằng 0. Nó sẽ bằng 0. Và như vậy trạng thái bão hòa và trạng thái ngắt đều không khuếch đại tín hiệu. Trạng thái bão hòa là vị trí này. Trạng thái ngắt chỗ này là đều không khuếch đại tín hiệu. Còn trạng thái khuếch đại hay là trạng thái tích cực hay là còn gọi là trạng thái dẫn. Thì ta gọi cái trạng thái dẫn này
là trạng thái khuếch đại. Như vậy phép nó cũng giống BGT các em, nhưng mà người ta thích phép hơn. Lý do là người ta thích phép hơn bởi vì có kênh dẫn, còn em nhớ đây là hai hàng rào điện thế đúng không? Như vậy là các em xem lại một lần nữa các cái nguyên lý hoạt động thì cô có cô có trên LMS, cô có một cái file. Thế bây giờ các em nhìn cho cô cái mạch này được gọi là mạch điện của phép. Nếu các em nhìn kỹ đây thì cô sẽ so sánh tiếp này. Cô có một mạch khác là mạch điện của phép á, thì cái công thức của ID, ta nhớ ID bằng 1 VGS chia VP, tất cả cái này bình phương. Thế mạch điện mạch điện của con phép nó giống như transistor. Em thấy con BGT này ở đây ba cực này ta thay vào cực bằng BGT thì cũng dễ mà. Ở đây chúng ta lại thấy một nguồn, chúng ta thấy một điện trở, rồi chúng ta cực nào thì điện trở là mang cực đó. Và đây trên đầu này chúng ta thấy chữ VDD. Và các em cũng dễ hiểu thôi, bây giờ chúng ta học thuộc thử coi nào. Đây là một cái kênh dẫn nối miền máng và miền nguồn. Ta đặt vào đây điện tích dương thì có phải các hạt nó chạy lên không? Và như vậy dòng nó đi xuống này theo chiều màu đỏ này các em. Dòng đi xuống theo chiều màu đỏ. Và chúng ta thấy cái mạch điện nó được biểu diễn giống hệt. Thế thì ở đây là những cái, các em viết cho cô một cái tiêu đề nhỏ nhỏ là các chủng loại của phép. Từ nãy giờ là cô đã giới thiệu sơ sơ thôi về phép. Và bây giờ cô muốn cái con lúc nãy tên của nó này, junction này. Junction của phép là cái gì vậy? Là trên cái phiến bán dẫn này này các em, người ta có cực nguồn này, cực máng này, và nó có một cái kênh dẫn này, nó giống như cái đường hầm ấy các em. Và cái này người ta gọi là giống như là cái wafer, tức là người ta gọi là junction, tức là cái cầu nối giữa miền máng và miền nguồn này các em. Các em nhìn cho cô nhau, mới đầu có một lớp màu xanh nè, đúng không? Thế xong có một cái kênh dẫn nè và cái cực cầu nè. Thế và người ta gọi cái này là kênh dẫn N, có cái hạt dẫn N này. Và người ta gọi đây là cầu nối của phép. Thì đây cái màu xanh xanh này các em là bán dẫn loại N đấy. Và cái cực này á, cái cực màu xanh lá cây á, được gọi là P. Hai cái túi N chứ cô xin lỗi, cái màu xanh này được gọi là P. Và cái này là N. Và người ta mới đọc có một cái kênh dẫn từ miền, nó gọi là junction, là cầu nối. Thế thì người ta tên của nó lúc nãy á, là transistor trường. Thế còn đây là transistor trường mà nằm trong cấu tạo vi mạch đấy các em. Để em xem cho cô một chút nha. Để mình xem thôi. Tất cả những cái đặc biến này. Bây giờ các em nhìn cho cô nha. Tưởng tượng nào. Em nhìn thấy các hạt nó chạy không? Lúc nãy cô mô phỏng bằng cái hình khác. Còn đây là cô mô phỏng từ một cái sản phẩm khác. Các hạt nó chạy từ cực nguồn khi mà em đặt điện thế vào này. Cái này là giống như mô phỏng trong Simulink nhé. Đây là cực N. Kênh dẫn N này. Và cái miền vàng vàng này á, người ta biểu diễn giống như là cái miền gọi là vùng nghèo, depletion zone, tức là cái vùng nghèo. Và kênh dẫn này, cái diện tích kênh dẫn là màu vàng nhỏ nhỏ này, các em thấy nó bị thay đổi. Ở đây là gần cực máng thì nó là phân cực. Đấy, và tới đây nó nghẽn kênh. Rồi các em nhìn tiếp nha. Nó sẽ tăng, em cứ tăng cái điện áp ở phía bên tay trái này lên thì cái kênh dẫn, diện tích kênh dẫn nó thu hẹp lại nè. Nào, diện tích kênh dẫn thu hẹp lại. Và số lượng các hạt dẫn là không đổi. Và tới khi nó nghẽn kênh nhé các em. Nó nghẽn kênh là điểm nghẽn kênh. Thì lúc đó dòng lại không thay đổi. Và các em nhìn cho cô, nếu bây giờ nha, từ. Các em để ý nhé, mới đầu là cô tăng điện tích ở đây bằng 0V này. Thì lúc đó kênh dẫn nó cứ chuyển động và cái đoạn đó là đoạn tăng của đồ thị đấy các em. Đây để cô người ta biểu diễn, tức là tăng nhiệt độ ở đây rồi tăng VGS này. Thì nhiệt độ kênh, tức là cái diện tích của kênh dẫn là cái vùng vàng vàng nó thay đổi. Và kênh dẫn thay đổi. Còn cái này là giống như cái nẹp sắt ở bên ngoài, hai bên là cái màu vàng á. Đấy. Thế thì dòng điện chuyển động và các thông số, bây giờ cấu tạo của cái con phép này nè. Các
các em sẽ gặp nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đọc thử thông số. Đây là một cái bảng thông số. Thì trong cái bài kiểm tra giữa kỳ của trong cái bài kiểm tra giữa kỳ lần trước của năm trước á, tụi cô muốn là cho các em đọc cái thông số gì? Thí dụ như của con diode và bây giờ các thông số của GFET này các em. Ở đây là Toshiba Field Effect Transistor này, Silicon N Channel, tức là chúng ta phải hiểu là cái mũi tên nó đi vào. Tức là làm bằng silicon và có kênh dẫn là N và junction là tip để cấu tạo vi mạch đấy các em. Và trên này là có cái điện áp ở cực gate, gate V này, J này, D này, S maximum grating đơn vị, gate này dòng cực rất là bé, dòng cực cổng, drain power dissipation tức là cái công suất mà ở cực máng mà tiêu thụ á, cực đại là bằng 100W thôi, tức là nếu mà mình xài quá thì nó nóng lên, nó nóng nó sẽ cháy. Junction temperature tức là nhiệt độ của cái cầu nối, các em nhớ mối nối á. Vật liệu bán dẫn khi mà có tác động của nhiệt độ nó sẽ hình thành rất nhiều hạt dẫn, mà nhiều hạt dẫn thì coi như là khả năng dẫn điện của nó tăng, nhưng mà tới một lúc nào đó nó sẽ bị vỡ thì ta gọi là junction này, nhiệt độ của mối nối này thì người ta cho để giới hạn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi vào sa mạc chẳng hạn, đây là 125 độ C, hay là chúng ta làm ở các cái vùng, các cái nồi áp suất, các lò hơi ấy, các hệ thống điều khiển ấy, thì người ta bảo là người ta quan tâm đến con số này. Và cuối cùng là socket temperature range, tức là nó bảo là cái khoảng mà làm việc tốt nhất của cái linh kiện này ấy, là trong cái khoảng này thôi, tức là âm dưới bao nhiêu độ. Có một nơi, một số nơi nó còn gọi về áp suất nữa cơ. Thế thì cấu tạo của nó bên ngoài đấy các em, kích thước người ta này, ta chế tạo này, và kích thước này rất đóng vai trò quan trọng các em. Bởi vì chúng ta thấy á, tại sao hồi xưa máy tính á, là nó dày, nó to, nó nặng 3 cân 6, còn cái máy tính hiện tại các em đang sử dụng á, hoặc là cô đang sử dụng nó khoảng 1 cân 9 thôi. Cái kích thước này nó phản ánh về tốc độ, nó phản ánh về linh kiện. Rồi bây giờ các em đi tiếp theo cho cô. Cái này cô lại một cái mô phỏng khác để cho các em thấy là cái phiến bán dẫn này, và để cho các em GFET này, nguyên lý hoạt động này. Cô lại một cái mô phỏng khác. Đây là kênh dẫn P này, N, và cô muốn cho các em xem này. Các hạt nó chạy thì nó tạo thành dòng điện, đúng không? Các hạt electron, kênh dẫn, cô hơi bị đổi phông, và dòng điện. Đây, dòng đầu tiên mà khi mà VGS bằng 0. Và tất nhiên nó có cái rating của điện trở, cái này là cô viết để cho các em tham khảo thôi. Và thứ hai là junction của phép thì cũng vậy. Con này là con P. Đây các em nhìn cho cô, có ba cái đồ, có hai đồ thị, một cái đồ thị nữa, và ở đây các em sẽ thấy là sẽ xuất hiện chữ VP rồi đấy. Chúng ta có hai họ đồ thị, một là họ đồ thị đặc tuyến truyền đạt là ID và VGS ở khúc này, VGS. Còn đồ thị thứ hai là ID là một cái trục này và cái VDS. Và các em thấy là bên đây nó phụ thuộc vào điện áp, các tham số ở đây là điện áp. VGS thay đổi thì kênh dẫn, diện tích của cái kênh dẫn. Ở đây cô đang mô phỏng diện tích của cái kênh dẫn đấy các em. Đấy, dòng điện nó thay đổi, các hạt dẫn nó chạy này. Khi mà hạt dẫn nó chạy thì công thức này của chúng ta là được lưu lại, và lúc nãy các em đã viết một lần rồi thì ở đây cô chỉ lặp lại một chút. Và bây giờ các em thử nhìn cho cô một cái hình thôi, chưa cần làm bài tập gì cả. Ở đây là con phép mình học thuộc, N mũi tên đi vào là đấy, đại khái người ta cho này, các em thấy IDSS khoảng 10mA, người ta cho VP bằng -8V. Và tự nhiên người ta lắp như thế này, ở đây có một điện trở, ở đây có một nguồn, nguồn đây chính là nguồn mà tác động lên cái VGS đây này. Và đây có một cái nguồn nữa là 16V, và cấu trúc của nó em thấy hình như giống giống. Và ta có cái đồ thị này. Cái đồ thị này ấy, thì từ từ lát nữa chúng ta sẽ phân tích. Còn bây giờ là đấy, dòng điện nó đi như thế này đấy các em, dòng một chiều. Rồi, bây giờ các em sang phần thứ hai là các chủng loại của phép là cái gì? Tên của nó. Thì con thứ hai mà tên của nó đấy các em nhìn này. Lúc nãy á, là con phép này nó không có cái giống như cái tụ điện ở đây. Đây là cấu trúc và ký hiệu của IG phép kênh N và P. Các em nhìn cho cô này. Transistor trường
để mình nhìn để mình hơi hơi hiểu thôi. Mới đầu cô có một lớp B, cô thổi vào đây hai cái túi NN bán dẫn ấy, xong cô thông miền N này, chỗ này người ta gọi là kinh dẫn. Xong cô đục cái màu xanh xuống, cô đặt một tên là cực S, một tên là cực D, và cô cực cổng ở đây này các em. Nó qua một lớp này, ta gọi cái lớp trống trống cái màu trắng này này gọi là lớp SiO2. Đây. Cái lớp này được gọi là lớp thủy tinh đấy các em. À, cái lớp này là lớp thủy tinh, cô chưa thí dụ vào. Cái lớp này được gọi là lớp thủy tinh. Và tại sao người ta lại đặt tên cái con này là isolate gate, cực cổng cách ly với cái gì? Cách ly với cái kênh dẫn đấy các em. À, cực cổng bị cách ly với kênh dẫn. À đây, kênh dẫn đây này các em, kênh dẫn này là có rất nhiều hạt electron này. Đây là kênh dẫn có rất nhiều hạt electron đúng không? Kênh dẫn là gì? Định nghĩa của nó là nối máng với nền. À, nối cực máng với cực nguồn. Đúng không? Kênh dẫn là mình thông cực máng với cực nguồn vào N. Và bao quanh cái chỗ này này các em, nó chính là highlighter này. Cái bao quanh cái N và P này này chính là chuyển tiếp đấy các em. Chuyển tiếp. Đúng không? Chỗ nào có N thì chỗ đó có P, và vùng này được gọi là vùng chuyển tiếp PN này. À, cái vùng chuyển tiếp PN này này các em. Thế thì cái vùng chuyển tiếp PN này để cô để cho các em nhìn thấy dễ thôi. Để cô làm lại. Highlighter đi. Miền N và miền P nó có bao quanh chu vi của N và kênh dẫn đấy. Thế thì ở đây người ta nói tại sao người ta đặt cái con này là cực cổng cách ly. Tức là transistor này là transistor có cực cổng bị cách ly, bị isolate. Cách ly so với cái kênh dẫn này các em. Và chính cái cách ly đó nó xảy ra cái hiệu ứng tụ điện. Và ở đây giống như là cái tụ điện này các em thấy. Đây. Tụ điện tức là cực cổng bị cách ly bởi một cái lớp SiO2 là lớp kính. Bây giờ lớp này là lớp P này. Xong người ta mới thổi vào đây hai cái túi N. Xong người ta thổi vào đây một cái túi N cộng nữa. Cộng là có nhiều hạt dẫn để làm miền pháp. Tức là miền nguồn đấy. Xong người ta cho cái kim loại xuống đây. Đây là cái cấu trúc của làm IC đấy các em. IC là Integrated Circuit. Thế bây giờ ngược lại sang bên này. Ta có một cái đế bằng nền. Và có một cái miền P và thông hai miền P, miền nguồn, miền máng, một cái kênh dẫn P thì ta gọi là kênh này là kênh P và mũi tên đi ra. Còn kênh này là kênh N, mũi tên đi vào. Và phép nó có nhiều chủng loại lắm các em. Thì đây được gọi là cực cổng cách ly. Và cái cực cổng cách ly này các em thì nó cực cổng cách ly này nó hoạt động theo hiệu ứng của tụ điện. Và ký hiệu của nó là con IGFET có cái tụ ở phía trước. Rồi. Thế thì IGFET này cũng là những cái thông số. Và nguyên lý hoạt động của IGFET. Bây giờ các em nhìn thấy cô nha. Bây giờ cô giả bộ, cô nối ở đây là cực máng này. Bây giờ cô làm một cái cầu tập, đây là cái phiến bán dẫn. Mình tưởng tượng ra thôi. Cái phiến bán dẫn này nó đục xuống là đây cái đường màu xanh á là N đấy. Và cái này cũng là kim loại. Và đây các hạt dẫn ở miền máng này, à miền nguồn này. Và đây miền máng, bây giờ cô đặt điện tích dương vào đây này các em. Đây, điện tích dương vào D này. Tức là cái cạnh này miền dương, và các em nhìn điện tích dương vào đấy thì lập tức các hạt chuyển động đấy các em. Và khi nó chuyển động này tạo thành dòng ID. Và đây các em nhìn thấy cô cực máng này nằm tay phải này, cực nguồn này nằm phía bên tay trái này, chỗ mà N cộng. Và đây là kênh dẫn là miền thông đấy các em. Và ngoài ra còn có một số hạt thiểu số từ đây. Hạt thiểu số ở miền P nó chạy sang đây để nó cung cấp thêm. Và như vậy các em nhìn thấy là các hạt dẫn nó chạy. Và cái đường màu đỏ chính là dòng điện cực D. Thế thì mới đầu em chưa cần cho điện áp, nó cũng đã có chạy rồi. Đúng không? Và bây giờ cô cho nó chạy tiếp nữa này. Bây giờ cô cho VGS dương. VGS mà dương đấy các em. Thì ở trong này nè,
nhiều hạt dẫn hơn. Ở đây mình đặt dương thì theo hiệu ứng tụ điện, ở bên đây dương thì bên đây sẽ có nhiều điện tích âm hơn, các hạt nó chạy vào đây nhiều hơn và như vậy cái dòng nó bự hơn, thì ta gọi là chế độ làm giàu hạt dẫn. Đây, dương vào đây thì lập tức, và cái hiện tượng nghẽn kênh nó vẫn xảy ra, các em. Hiện tượng nghẽn kênh đấy tức là nó phồng lên đấy, em thấy không, cái đường đấy là kênh dẫn nha. Bây giờ các em nhìn lại cho cô nào. À, cô muốn giấy, cô muốn cho các em xem để highlighter này. Cái đây được gọi nguyên cái vùng này là ta gọi là vùng chuyển tiếp PN, và nó tác động đến cái kênh dẫn. Cái vùng chuyển tiếp là cái vùng chấm chấm các em. Trong cái vùng chuyển tiếp này là chúng ta thấy có các cái ion nằm đây, bên N đây, đây là vùng chuyển tiếp là màu vàng. Thế thì cái kênh dẫn á, cái kênh dẫn á là cái vùng này, đúng không? Và cái vùng chỗ này này, ngăn đây này, thì kênh dẫn nó bị nó cũng là một chuyển tiếp, và cái điểm nghẽn kênh này là do các hàng rào điện thế. Đây cái kênh dẫn này đấy, con này là con EGFET này, các em nhìn này. Cái kênh dẫn này nó cách cái cực cổng qua một lớp. Cái lớp này được gọi là lớp kính SiO2. Đây cái vùng này với cả vùng này ta gọi là cái phủ bề mặt là lớp kính đấy. Si này, Si của chúng ta là silic, xong chúng ta oxy hóa nó lên thì thành lớp kính. Và cái kênh dẫn là cái miền thông giữa N và P, giữa S và D. Thế thì tạo thành dòng điện, và như vậy khi mà nó ngăn kênh dẫn như này thì số lượng các hạt dẫn là vừa phải, vẫn có dòng, đúng không? Là cái đoạn bằng bằng á. Rồi bây giờ khi em đặt điện tích âm vào đây thì người ta nói khi em đặt điện tích âm vào đây thì ở bên đây sẽ xuất hiện các hạt dương, và như vậy sẽ làm các cái dòng nó ít đi, và người ta gọi là chế độ làm nghèo kênh dẫn. Thì cái này để em nhớ thôi, và các em hiểu là tại sao nó lại có cấu trúc như thế này, và tại sao các hạt dẫn. Và cái này là cái mô phỏng đơn giản để cho các em nhìn thấy tí thôi. Rồi bây giờ các em chuyển sang một loại khác, dòng họ nhà phép các em. Thì như vậy lúc đấy chúng ta có G phép này, xong là chúng ta có thêm con thứ hai là con EG phép, và con thứ ba tên là MOSFET, các em, viết tắt của chữ metan oxide. À bây giờ nó có bốn cực, em nhìn này, cực nguồn, và cực này người ta gọi là cực đế SS spread. Mới đầu là N, xong người ta thổi một lớp bán dẫn lên đây, thì cái lớp bán dẫn này chính là đây, cái vùng chuyển tiếp là vùng này, vùng màu vàng đây, giữa N và P, đúng không? Thế xong là ở đây cô lại thổi một cái N vào đây, và cái đường bao quanh chu vi này là chính là vùng N vùng P, mà thì ta gọi nó là vùng chuyển tiếp, đúng không? Và đây vùng N vào đây, và cô đặt thêm cái N, đây là miền nền, đối với miền nền. Xong chúng ta oxy hóa đi, xong chúng ta đục thẳng xuống đây thì ta có cực S, ta có cực S. Đục thẳng xuống đây ta có cực D, và đây là kênh dẫn này, các em. Khu này là kênh dẫn. Thế thì cực cổng ở đây lại một lần nữa cách ly, và ở đây chúng ta thấy như là có cái tụ này. Đây. Người ta gọi kênh này là kênh dẫn N, là mũi tên đi vào, và mũi tên đi vào này có thể cực đế này, các em, các nhìn cho cô, đây là cực đế. Đây là cực đế. Cực đế được nối với cực nguồn. Đây. Cực đế được nối với cực nguồn, các em nhìn cho cô cống cô tạo này. Con MOSFET này các em sử dụng nhiều lắm. À, khi mà các em vẽ cho cô cái hình này đi, không cần vẽ cái hình to này, nhưng mà đây là MOSFET, là metan oxide semiconductor FET, tức là metan này, metan là cái loại mà các dây dẫn này, oxide là cái loại oxide đây này, cách này, và semiconductor tức là con MOSFET này là cái con mà người ta có thể sau này cấu tạo được rất là nhiều, các em. Cô thí dụ nhá, con PNP chẳng hạn, thì em lấy cô một cái cực ở đây là P, cô lấy một cái, xin lỗi, đây
trên một cái vi mạch các em. Cô giả sử trên cái vi mạch này. Đây là chuyển tiếp PN thì ở đây là tương đương với một diode rồi. Đúng không? Đây. Ở đây tương đương với một diode. Cô lấy N ra. Cô lấy P ở phía trên này. Thì có phải là đây là một con diode không? Đúng không? Con diode đây là anode của cathode. Thế bây giờ nếu cô muốn làm một con N P, P ở đây, đây là P mà, và N thì cô được con BJT. Có đúng không nào? Đây là cực phát, đây là cực nền, và đây được gọi là cực thu. Thì cô được trên cái mạch này này. Thế còn cái bình thường nhất là cô được con phép đây, là cực một cực N, một cực D, một cực cổng và một cái kênh dẫn, thôi kênh dẫn thông N. Và như vậy trên một cái vi mạch này cô có thể có rất nhiều linh kiện. Em ạ, đấy là nguyên lý chế tạo vi mạch đấy các em. Và đấy là cái mà chúng ta phải hơi hơi hiểu. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta, các em bảo cô mệt quá từ nãy giờ một loạt cái gì đó thì cái vẽ lại cho cô cái hình này thôi. À, đây là con MOSFET kênh N và đây là MOSFET kênh P. Kênh P thì lại cũng y chang, đây cực đế của nó là P. Xong là cực N, thế xong người ta thổi vào đây hai cái túi. Người ta thổi vào đây hai cái túi, người ta đặt là cực S và cực D. Sau đó người ta thông hai cái này lại thành một cái kênh dẫn và cuối cùng người ta tạo thành kênh P. Và đây em thấy một lần nữa như cái tụ điện đấy các em. Và như vậy cực cổng nó cũng cách ly và nó thể hiện ngay trên tên này, metan tức là kim loại, oxit, oxit tức là oxit là kính đấy, và semiconductor là semiconductor. Như vậy chúng ta có được thêm một họ nhà phép nữa. Cô có thể đặt nghiêng nó lên, em nhìn cho cô nào, cô đặt nghiêng nó lên thì cực máng đây, cực nguồn đây, là cực máng đây, cực nguồn đây và cực cổng đây. Thế xong cô mới nối thử vào mạch điện. Đây, hình của nó đây. Cực máng, máng, nguồn, nguồn, cổng. Nhưng mà vì cấu tạo ấy các em, cái con nó có hai loại MOSFET. Một MOSFET nó gọi là D-MOSFET. À, và kênh này là kênh N, tại vì giữa mình M với N là với nhau. Rồi, bây giờ con kênh dẫn P thì cái mũi tên đi ra. Ôi, cô lại thấy ký hiệu. Các nguyên lý này thì nguyên tắc hoạt động của nó, các em nhìn cho cô một chút, nôm na là như sau. D-MOSFET, viết tắt của deflection, tức là kênh có sẵn. MOSFET kênh có sẵn các em. Thế thì bây giờ các em xem thôi, chứ còn ở đây để cho mô phỏng. Bây giờ cô giả sử cái kênh dẫn này, đây là N này, P này, thế xong kênh dẫn và cấu trúc của nó là cái mỉm chấm chấm á. Cái mỉm chấm chấm này là các em. Uầy, cô đổi màu tí. Highlighter. Cái mỉm chấm chấm đấy này được gọi là mỉm chuyển tiếp. Và đây là các ion dương nó đứng ở đây, rồi ion âm nó đứng ở đây, mỉm chuyển tiếp này. Và cái mỉm chuyển tiếp này á, cái vùng chuyển tiếp này nó gần cái kênh dẫn. Nó nằm ở kênh dẫn cho nên lát nữa nó sẽ có bị nghẽn kênh đấy các em. À, mình phải hơi hơi hiểu một chút. Đây. Và bây giờ các em tưởng tượng cho cô nha. Bây giờ cô mới để điện tích dương vào thì các hạt nó chuyển động. À, các hạt nó chuyển động như này này. Và khi các hạt chuyển động thì tất nhiên là có dòng điện theo chiều ngược lại. Đúng không? Có dòng ID. Đấy, khi mà ta đặt điện tích vào.
Rồi, thế và các hạt N này nó chuyên qua miền chuyển tiếp này, tức là cực đế đấy, nó nối chung với đây, nó vào miền nguồn và nó chạy ra, như vậy là các hạt nó chuyển động đã khá là rất nhiều hạt. Và như vậy các em, nếu mà cô xoay cái mạch điện nó sang như thế này, có thể các em sẽ thấy dễ hơn là khi các hạt chuyển động. Thì lúc đó ta có cái đường này. Đồ thị của chúng nó giống hệt. VGS bằng 0 này, rồi VGS bằng 1 này. Và chúng ta có cái đồ thị này. Các hạt. Các hạt chuyển động. Và khi các hạt chuyển động thì có dòng. Ta gọi là D MOSFET. Cái thứ hai là con E MOSFET. Enhancement. Đấy. Em vẽ cho cô thêm một cái E MOSFET là cái con mà lát nữa cô sẽ tổng kết. Ở đây cực cổng và ở đây nó có ba cái vết thưa ra, thì em nhìn này. Ba vết thưa ra. Tức là E MOSFET, lúc này chúng ta có D Depletion MOSFET. Còn bây giờ chúng ta có E là Enhanced MOSFET. Tức là MOSFET kênh không có sẵn. Em nhìn cho cô này. Ở đây dưới miền N, miền N không có một cái kênh nào hết. Không có một cái kênh nào hết. Và nếu mà chúng ta mà cái điểm P nằm đây thì ta có N này, P này, N này, đây con BGT mất rồi. Nhưng tại sao người ta phải chế tạo ra cái con phép này? Bởi vì con phép này nó có kênh dẫn và như vậy dòng mỗi phép rất lớn. Và đây là lý do tại sao mà người ta chế tạo thêm một cái con nữa để cho các em học nó mệt quá. Nào, bây giờ các em xem nguyên lý hoạt động nha. Kênh không có sẵn thì ta có hai đồ thị, một là ID bằng VGS, còn một đồ thị là ID bằng VDS. Thế thì khi mà cô đặt điện tích dương vào đây thì nó tạo thành kênh dẫn và các hạt electron nó đến, đúng không? Và khi cô tạo kênh rồi thì nó sẽ hoạt động, và lúc đó phương trình ID của nó có dạng như sau. ID thì bằng K hàng số người ta cho VGS đây này. Mới đầu em phải đặt VGS vào không vào. Thì theo hiệu ứng tụ điện ở đây mà dương á, thì bên đây sẽ tích tụ các hạt electron màu vàng. Đúng không? Và như vậy các hạt electron màu vàng này sẽ nối với các hạt N này, với cái kênh miền nguồn và miền máng này. Và lúc đó chúng ta vô tình nó tạo thành một kênh dẫn. Và lúc đó các hạt dẫn bắt đầu chuyển động thì lại tạo thành dòng điện đấy các em, cái dòng điện là ngược chiều. Dòng chuyển động và cái dòng điện này nó tăng dần đây. Các em nhìn thấy ở đây là chúng ta phải cho điều kiện hơi khác một chút là VGS lớn hơn 0. Và dòng tăng dần. Chúng ta có một cái công thức như này là VT. VT là cái giá trị người ta cho trước, là điểm mở. Khi nào đủ kênh dẫn thì nó... Rồi, giờ các em nhìn cho cô. Đây là hoạt động của... Đây phải em phải D MOSFET. MOSFET là giữa miền N và miền P không có, và ký hiệu của nó đây. Và đây được gọi là ký hiệu ở phía bên ngoài. Không có kênh dẫn sẵn. Okay. Đây là MOSFET kênh cảm ứng. Không có kênh dẫn sẵn. Đây ký hiệu của nó kênh N. Tại sao mình biết kênh của nó N là bởi vì miền máng và miền nguồn N. Để các em xem một chút nha. Cô xem cô có. Đây, nó không có kênh gì hết á. Nó nối giữa miền này không có một cái kênh, cho nên bây giờ phải hình thành kênh. Mà muốn hình thành kênh dẫn N thì ở đây phải đặt dương để ở đây ra các hạt âm, và các em xem cái quá trình nha. Các hạt âm này, chúng ta phải đặt đến một giá trị ngưỡng nào đó thì các hạt âm nó tích tụ. Đúng chưa? Các hạt âm tích tụ thì tạo thành dòng. Và như vậy nó bắt đầu sẽ có cái điểm nghẽn kênh bình thường. Rồi. Đây là bài mà các em phải ghi vào cho cô. So sánh giữa BGT và FET. Ở đây cô muốn dùng cái hình, cái slide này á, cô muốn các em vẽ vào, mở tập lớn ra. Và cái này là cái đúc kết để khi nào các em làm bài sẽ cảm thấy nó dễ hơn một chút. Thế thì điều trước tiên là các em vẽ cho cô cái hình. Bên đây là con BGT NPN. Còn bên đây là con MOSFET, D MOSFET, tức là kênh có sẵn này.
nó không bị chấm chấm, nó gọi kênh có sẵn. Và cái kênh có sẵn này được gọi là kênh N tại mũi tên đi vào. Thế thì phép là được cấu tạo có kênh dẫn N hoặc P. Thế còn BGT thì có cấu tạo cơ bản trên hai chuyển tiếp GE và GC. Chúng ta viết vào đi kem. Chịu khó một chút. Thế sau là cô sẽ cho ra chơi, hay là các em có thích hát không? Lúc nãy là 8:10 chúng ta mới học và bây giờ đồng hồ của cô là 9:31. Thì cô muốn các em viết. Trước tiên là chúng ta vẽ hai cái hình xong nào. Sau đó các em viết cho cô cái gạch đầu hàng thứ hai, dòng điện trong ID, dòng điện trong cái con này này, nó to lắm. Là dòng hạt đa số chạy qua kênh dẫn nên ID có giá trị lớn. Dòng này này. Và ứng dụng của các cái con phép này với các em thì dùng trong các khóa đóng mở điện tử. Đúng không? Dòng IC xuyên qua hai chuyển tiếp nên sẽ khó khăn hơn dòng ID. Và như vậy dòng IC là dòng cực thu của BGT đấy các em, thì nó có giá trị nhỏ hơn ID. À, cái này các em viết để so sánh và để hơi hiểu, bởi vì chúng hệt giống nhau. Này, hai cái hình này. Nhưng tại sao người ta phải chế ra cái họ nhà phép này? Phép này có nhiều loại quá. Còn BGT thì chỉ có NPN và PNP thôi, đúng không? Thế còn con phép này á, từ nãy giờ chúng ta học phép là một này, EG phép là hai này, cực cổng cách ly này, MOSFET rồi G phép. MOSFET thì có hai loại, một loại là kênh có sẵn và một loại là không có sẵn. Cái này là em, các em về nhà chắc phải tức là chúng ta phải làm một cái mind map. Rồi tiếp theo là phép của chúng ta có kích thước nhỏ, thường dùng trong chế tạo IC. À, lúc nãy tại sao trong y tế tạo IC? IC viết tắt của chữ Integrated Circuit. Và cái IC này thì lúc nãy các em thấy là trong cấu tạo của phép á, là mình có thể có được cả diode, có cả transistor, có cả BGT, có cả NPN, vân vân. Thế thì đấy là người ta cấu tạo vi mạch, cho nên tại sao các em thấy là CMOS, các em thấy nghe người ta nói cờ MOS rồi con gì gì đó, rất là nhiều thứ. Và đây là trên họ đặc quên có kích thước lớn hơn phép, có cùng một công suất. Con này là trong mạch tương tự và các em sẽ gặp nó cũng khá nhiều. Đúng không? Rồi. Bây giờ các em nhìn cho cô này. Ở đây người ta nói con các cái tham số của con BGT là có VBE thì bằng 0,7, con này mình phải thuộc silic. Và mình có IC gần bằng IE. Đúng không? Gần bằng thôi. Thế còn ở đây á thì người ta lại kết luận là có IG thì gần bằng 0. À, em thấy ở đây có cái tụ không? Dòng một chiều làm gì có. Và ở đây cho ID bằng đúng IS, tại vì hạt nó chạy trong kênh dẫn, nguyên tắc là nó bằng. Còn ở đây ấy, hạt nó xuyên qua hai hàng rào điện thế, nó nhảy, nó xuyên rồi nó trung hòa, nó bớt mất đi các em. Rồi bây giờ trên họ đặc tuyến ngõ ra thì của con y con phép này là có các tham số, là cái đường lằn này là tham số điều khiển bằng điện áp, đấy là VGS. Cái tham số này quan trọng lắm các em, nó sẽ là cái giá trị trung gian để chúng ta tính điểm quy đấy. Còn bên đây á thì là trên họ đặc tuyến, cô biết sai chính tả, trên họ đặc tuyến của vôn ampere thì nó có các tham số điều khiển, đây là tham số là IB. Và em nhớ là muốn tìm điểm quy này mình phải tìm IB đúng không? Xì ra bên đây muốn tìm điểm quy thì mình phải tìm VGS. À, đấy là cái logic. Và em nhìn cho cô cái họ đặc tuyến này á, nó có một phương trình đường tải tĩnh nằm đây. Phương trình đường tải tĩnh y chang bên này. Và nếu như em thấy ở đây VCC như thế này thì ở bên đây chắc chắn là VDD. Các em vẽ vào cho cô. Và cái dòng IC ở bên đây thì là tuyến tính này, các em nhìn này, bằng beta lần IB cộng ICBO.
cái này bằng không được. Nhưng ở bên đây là phi tuyến ID thì bằng IDSS 1 cộng VGS chia VP, tất cả cái này bình phương. Rồi các em viết cho cô cái bảng này vào. Và đây là phần quan trọng nhất. Và các em phải tưởng tượng và relax một tí. Viết hết vào cho cô trong tập. Và bây giờ cô muốn cho các em xem một chút để relax. Tất nhiên là các em cố gắng là viết cái file này. Và đây, sau khi viết xong thì các em thấy là ở đây cô có về BGT và Fed này. Ở đây ta có này, Fed này. Ở đây ta có là EGFed này. Cực cổng cách ly này. Rồi ở đây chúng ta có là Fed kênh, MOSFET kênh có sẵn này. Còn này là EMOSFET là kênh này. Và cách nhìn cho cô tất cả những cái này á, tại sao người ta phải chế tạo nó ra? Tại vì trên phía trên này là P-polyaric phép này, có lại là NP, đây là PTI đấy, tức là cái kênh dẫn N, kênh dẫn P, kênh dẫn N thì tương đương với con NPN, kênh dẫn P thì tương đương con PNP. Và họ nhà phép có một loạt như thế này đấy các em. Họ nhà phép. Và các em biết là tại sao người ta phải chế tạo và những cái linh kiện này càng ngày. Thứ nhất là kích thước của nó càng nhỏ, nhưng mà dòng của nó cực lớn. Của D-MOSFET này, rồi ID của EGFET thì nhỏ hơn nhiều so với ID của MOSFET. Rồi ID của FET á, thì nhỏ hơn nhiều, nhỏ hơn với ID của GFET. Và cuối cùng là ID này tối thiểu thì lớn hơn IC của BGT. Thế thì tại sao người ta phải dùng hai con này vậy? Thì các em biết là ở đây á, là hai con này. Đây, hai cái mạch. Nếu các em nhìn kỹ chúng giống nhau lắm. Đây là cái mạch điện của BGT và FET. À đây, thay vào ba cực này thì nó ra cái hình này. Đây bây giờ cái hình này đi. Thí dụ đây là cầu phân áp của FET này. Đúng không? À, thí dụ đây là cầu phân áp của MOSFET này. À, đây là chỉ là một cái hình thôi, một cái số hình. À, thí dụ bây giờ các em thì nhìn phía bên này và bên này, các em nhìn này, mạch cầu phân áp này, BGT và FET này, đây là BGT và đây là FET, đây là BGT và đây là FET. Đấy, các em nhìn cho cô này, cầu phân áp của BGT này, cầu phân áp của FET giống hết. Và như vậy á, hai con này tại sao mỗi con nó có một thế mạnh, người ta gọi transistor là cái con, các em nhỉ? Con sò, con tran cũng được, hay là con sò công suất. Đây, ở đây người ta thay vào đây thì đây vào tay và tên của nó phải khác thôi. Đúng không? Cực nào thì tên cực đó. Như vậy chức năng của chúng nó bằng nhau. Nhưng con này có ưu thế hơn về mặt dòng điện. Con này có ưu thế hơn về mặt điều khiển. À, con này là vì dòng IB ấy, ở đây. Còn đây chỉ có mỗi điện áp thôi các em. Thì đấy là cái mà cô muốn dừng lại. Và trước khi dừng lại thì cô muốn cho các em xem một chút cái phim. À, phim mà về cô chiếu lên của cô muốn chia sẻ để các em cô sẽ vào những năm mới nhất. Thì các em nhìn trên màn hình ở trên điện thoại của chúng ta đấy các em, là người ta cấu tạo rất là nhiều với cái tốc độ rất là nhanh để hiển thị một màn hình.
Và trên màn hình đó thì có tới 2600 các cái con transistor về MOSFET trong điện thoại. Rồi trong trong điện thoại, rồi trong thì con MOSFET này được cấu tạo tương tự như sau. Là một linh kiện mà nó dùng, các em nhìn thử nhìn coi, tức là giả sử như một cái sung. Và các em thấy cái đèn của chúng ta nhấp nháy thì trước khi mà đi vào cái mô phỏng để cho các em dễ dàng thấy thì các em thấy là silicon á, đã khái là em tưởng tượng coi mình đặt điện cực vào một cái silicon, chúng ta chích một cái doping vào cái silicon này thì nó sinh ra các cái hạt rất là nhiều. Các em thấy không? Các cái hạt này nó sinh ra và nó tạo thành một cái dòng điện cực lớn. Ta gọi là ta làm cho cái mối liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ. Và đây được gọi là mối liên kết cộng hóa trị ở trong linh kiện bán dẫn. Thì trong cái linh kiện bán dẫn này thì vật liệu bán dẫn là lớp 4, có 4 cánh tay. Và khi mà có tạp chất của nhóm 5 này các em, khi có tạp chất của nhóm 5 thì nó thừa một hạt. Và ngay điều kiện ban đầu thì người ta gọi là bán dẫn là N. Và bán dẫn loại P là bán dẫn mà ngay ở điều kiện ban đầu nó P tiếp này thì nó không có, nó thiếu một hạt dẫn cho nên nó có lỗ trống. Lỗ trống này nó gọi là P. Và bây giờ chúng ta thử coi là bán dẫn loại N thì nó có nhiều tạp chất, cái con màu vàng là con tạp chất, thì nó tạo ra cấu tạo, đây là cấu tạo của phép. Và các em tưởng tượng cái lỗ trống và hạt điện tử, đây là một cái túi N và cái đây là túi P. Thì các cái hạt điện tử ta ví nó là hạt màu trắng đấy các em, hạt điện tử ta ví nó là hạt màu trắng. Và lỗ trống thì ta ví nó là các em ơi, các em có nhìn thấy cái màn hình video không? Alo, các em có nhìn thấy màn hình video không các em? Được thấy. Rồi, ở đây người ta đang diễn tả về cái con MOSFET đấy các em. Cái con MOSFET này á, thì khi mà đặt điện cực vào với nhau, đây là N và đây là N, và giữa chúng là nguyên tắc là phải có kênh dẫn. Thế thì ở đây á là NPN, và các em nhìn cho cô thấy nè, người ta mô phỏng là cái lỗ trống là cái hình tròn màu xanh và hạt điện tử là màu màu trắng, và đây là kênh dẫn. Và khi ta đặt điện cực vào đây đấy các em, thì đây là cái vùng chuyển tiếp mà màu đỏ này, đây là cái vùng chuyển tiếp là màu đỏ này giữa P và N. Thì đây là cái tụ điện, nó hoạt động nguyên tắc như là một cái tụ đồ điện, người ta ví nó như là một cái tụ điện các em. Cái phím tụ điện này và cái vùng dẫn điện thì đặt như thế này, thì như vậy có các cái hạt chạy, và các hạt chạy này tức là biểu hiện của dòng điện ấy, khi ta đặt điện cực vào. Thế thì ở đây á, mô phỏng thế này để cho các em là giống như là mình tưởng tượng ra một cái vùng điện trường mà ở trong cái cấu trúc của cái vật liệu bán dẫn. Các em nhìn này, đây là cái kênh dẫn nào. Và bây giờ các em sẽ tưởng tượng ra là có ba cực, có đúng không? Đây là cực cổng cách ly này, cực cổng nó bị cách ly, kênh dẫn là nguyên tắc là nó phải là cái vùng này này. Và bây giờ các hạt dẫn nó sẽ chạy như thế này, và bây giờ nó chạy đi đâu? Các hạt điện tử nó chạy nó lan tỏa vào đây, và khi chúng ta đặt nó tạo thành một cái điện trường, và cái kênh dẫn này á là để nó tạo thành một cái điện trường, để tạo thành một cái kênh dẫn để cho các hạt nó sẽ chuyển động. Đấy, các hạt electron nó sẽ theo cái lực điện trường ở bên đây, ta đặt dấu dương vào cái cực cổng cách ly mà. Cái đây là con D MOSFET, E MOSFET cũng được. Tức là ở đây ta chưa thấy kênh dẫn giữa hai miền này này các em. Thế thì có phải là các hạt electron nó đến không? Nó tạo thành một cái kênh dẫn này các em nhìn, là một số thì bị trung hòa, còn một số nó dư ra. Đấy, trung hòa đấy. Trung hòa với lỗ trống có sẵn, tại vì đây là miền P mà. Nó tạo thành một cái kênh dẫn. Kênh dẫn này gồm có N, E MOSFET ấy. Và trong cái kênh dẫn này chỉ toàn các cái hạt điện tử, và bên đây là miền các em nhìn thấy nó tạo hình thành cái kênh dẫn này.
Và cái kênh dẫn này bắt đầu chỗ này là mình chuyển tiếp, đúng không? Và lúc đó khi có kênh dẫn hình thành, đây là emote phép các em, thì bắt đầu sẽ có, nếu ta đặt điện tích dương, đây dương vào đây thì các hạt bắt đầu chuyển động này các em. Trong kênh dẫn, đây là cực nguồn, đây là cực máng và đây là cực cổng. Em thấy cực cổng phải đặt điện tích dương vào này. Đây là emote phép. Đây là emote phép. Và các em thấy là nếu mà chúng ta đặt nhiều điện tích hơn thì lúc đó dòng sẽ càng lớn hơn. Và bây giờ các em thử tưởng tượng ra đây là cái đèn báo động, báo khói cấu tạo này, là cái cục cảm biến nhiệt, và đây được gọi là cái con MOSFET nó nằm ở đây, và rất là điện áp thấp ở đây, và đây là một cái điện trở, còn đây là cái buzzer, là cái nếu giả sử trong nhà mình có cháy thì em thử tưởng tượng là một cái ứng dụng của cái con MOSFET của chúng ta thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc đó điện áp đặt lên cao. Đây các em nhìn này. Đây là một cái cấu trúc mà đây là con MOSFET để ứng dụng đấy. MOSFET là con SRAM. À, tức là mình ứng dụng được rất là nhiều trong vi mạch. Con SRAM đây là một, người ta gọi con rệt, em có cái đầu và rất nhiều chân. Thì trong Intel Core i7 này, là trong máy tính của chúng ta là SRAM rất là nhiều. Có đúng không? Và trong đây có hàng triệu và đến tỷ các cái loại. Đây là cấu trúc vi mạch đấy. Cấu trúc vi mạch thì trong một cái cấu trúc vi mạch này thì nó cấu trúc, đây là con BGT các em. BGT đúng không? P này, N này, P này thì chuyển động này. Còn đây là con FET. Đây là con FET của chúng ta, con FET này của chúng ta thì nó có 3 lớp này, và các em nhìn thấy đây, đây là kênh dẫn này. Đúng chưa? Và để tưởng tượng ra thôi, chứ mà là cái kênh dẫn này đây, các em nhìn cho cô là nó chạy, và đây, đây là cấu trúc của vi mạch trong cái điện thoại, trong máy tính của chúng ta, là toàn bộ những linh kiện mà liên quan. Thế thì đấy là một cái phim ngắn mà nói về transistor trường. Và bây giờ cô sẽ cho các em, trước khi mà bây giờ cô sẽ cho các em giải lao, và trong một thời gian giải lao á, là cô để cái bảng so sánh này. Và cô để cái bảng so sánh này này các em, và các em sẽ viết vào cho nó đầy đủ, bổ sung vào trong cuốn tập của mình. Và chúng ta sẽ giải lao. Bây giờ đồng hồ của cô là 9:48, thì chúng ta sẽ giải lao, tức là 15 phút, tức là đúng 10 giờ. Đúng 10 giờ các em lại vào học với cô thêm một chút nữa về mạch phân cực của phép. Và hôm nay á thì các em đến cuối giờ, tức là chúng ta phải chịu khó một chút, tức là 10 giờ chúng ta học đến bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Và sau đó là chúng ta sẽ 15 phút chứ. Và sau đó thì trước cái giờ giải lao vào á, thì chúng ta học thêm một chút nữa thôi các em. Học chừng khoảng nửa tiếng nữa thôi, là chúng ta học về các mạch phân cực của phép. Thì sau đó là các em qua buổi hôm nay các em có thể làm bài tập. Và cô rất mong là cô thấy ở trên một số em đã lên LMS để lấy bài tập ở trên đó. Còn một số em á, nếu mà mình có cái cuốn điện tử cơ bản thì các em có thể vào trong trường, trong thư viện để mượn được rồi. Cái cuốn sách đấy đấy. Và có thể làm chọn một vài bài ở trong đó. Bây giờ các em ra chơi nhá. Và cô vẫn để trạng thái share màn hình để các em có thể là, cô vẫn để trạng thái share màn hình để các em có thể để các em có thể bổ sung đầy đủ vào trong cái cuốn tập của mình. Bởi vì cô đã nói với các em rồi, tức là cuốn tập á, cô sẽ chấm tập để xem các em trình bày như thế nào. Và cô hy vọng là mặc dù là khi mà chúng ta bắt đầu vào cái năm học học kỳ mới đó các em, thì do tình hình dịch bệnh như thế này á, thì thế nào cũng
các cô cũng sẽ phải review lại và chúng ta sẽ học nhanh hơn. Nhưng mà cũng có thể là các thầy cô ở trường thì bảo là cái thời gian học, cái số tuần học của mình á, nó cũng sẽ ngắn lại. Và như vậy á, là những gì mà chúng ta học online á các em, thì nó sẽ là công cụ hỗ trợ giống như cho các em học trước á. Cô sẽ ôn lại, nhưng mà cô sẽ ôn lại với tốc độ rất nhanh. Và sau đó để chúng ta tập trung để luyện thi và ứng dụng của các cái mạch mà điện tử cơ bản. Thực tế, cái phần mà nói chung là khó nhất thì nó lại nằm ở cái phần khối nguồn. Thế còn phần mà làm bài kiểm tra và thi á các em, thì nó lại nằm ở phần phân cực. Cho nên là cô cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần. Và bây giờ các em ra chơi nhá. Rồi, ba các em.
Nào các em yêu quý của con, alo các em yêu quý của cô nào, chúng ta lại quay trở lại chưa? Alo alo, mời cô, mời các em quay trở lại nào. Em nghe cô ơi. Ừ rồi, thế là tóm lại từ lúc đấy giờ mệt quá rồi đúng không các em, nhớ được con transistor phép đặc khái là nó có ba cái chân đúng không, và như vậy á là chúng ta sẽ cô thấy trên màn hình của chúng ta có 24 và như vậy là cái cô 24 là chắc là lúc đấy có một số em là điểm danh hết rồi đúng không? Em chưa cô ơi. Em nói đi. Dạ xin thầy Đăng Hoa lớp đại trà. Hoa hả? Dạ. Kim thị Đào Hoa lớp đại trà. Dạ. Rồi có luôn đây, có em làm gì dạ. Nào? Dạ Huỳnh Đặng Kim. Nào một em nói. Dạ Huỳnh Đặng Thanh Kim luôn. Đặng Thanh Kim à? Dạ lớp đại trà. Có một cái bạn là chất lượng cao em đại trà em. Dạ chất lượng cao cô. Rồi hẹn gì à, Bình Đẳng Thanh Khiêm có đúng không, em được 4 lần nào, cố gắng lên dạ. Em nhưng mà thế là cô rất là khen, bởi vì cô thấy là những em như thế này á thì chắc chắn là qua các môn cơ rồi đúng không, được cộng điểm thì ít ra là mình trừ hao đi, mình được cộng rất là nhiều điểm, và chúng ta học như vậy là tới 5 tuần rồi đấy các em, chứng tỏ là chúng ta nghỉ kỳ này lâu quá em nhở. Các em có nhớ trường không? Đọc tiếp cho cô nào, còn em nào nữa không? Nguyễn Nguyễn Thái và ông cô ơi. Nguyễn Nguyễn Thái thì Nguyễn Long Thành. Nguyễn Long Thành. Nếu mà các em nói được cho cô là em ở chất lượng cao hay ấy thì cô Nguyễn Khứ Thành. Chất lượng cao. Chất lượng cao Nguyễn Long Thành, cố lên nha các em. Lớp chất lượng cao của chúng ta sau đi học được có 1/3 à. Nguyễn Long Thành giỏi, cô thấy là còn có cả dấu cộng dấu trừ thì luôn nè. 5 lần. Rồi, tiếp theo. Vũ Trần Đại Trà. Nói lại. Huỳnh Dương Đại Trà cô ơi. Huỳnh Dương, Phú Huỳnh Dương đúng không? Phú Hải Huỳnh Dương đúng không? Dạ dạ. Rồi, ok. Lần thứ 4. Vũ Trần Hoàng Sơn. Vũ Trần Hoàng Sơn chất lượng cao rồi. Vũ Trần Hoàng Sơn chất lượng cao, lần trước có con 8. Nhỏ rồi. Là mình tập. Rồi. Nhưng mà tại sao em lại không có trong tên trong danh sách em nhé? Rất là buồn cười. Chất lượng cao mà cô. Ừ. Thế cho nên là cô phải viết tên thêm nè. Danh sách của em không có này mà thôi thì học dự thính cũng được. Cô biết nhá, nhưng mà là Vũ Trần Hoàng Sơn á, là cô không tìm dò thấy trong danh sách cho nên cô viết thêm vào. Các em nhớ là đến khi mà... À, Vũ Trần Hoàng Sơn có đấy.
Có. Dạ. Ở số 23 giỏi. Đây. Rồi ok. Có một con 7, một con 8 nữa, tức là lần trước em nộp bài tập à? Với cả em phát biểu à? Dạ. Được, giỏi. Tiếp đây em nào nữa nào nhanh cho cô. Nguyễn Chí Tâm cô ơi. Nguyễn Chí Tâm. Là bên chất nào? Cao. Chất lượng cao hả? Nguyễn Chí Tâm. Không có. Lần trước em có điểm danh mà con. À Nguyễn Chí Tâm có, đúng rồi. Lại cũng không có tên trong cái danh sách em tin đâu. Cô phải viết thêm ra là 131 à phải. Ờ đúng rồi, 131 hả? Rồi, tiếp theo. Lê Huy rồi. Tên gì em? Lê Huy. Lê Huy, thấy rồi, đói. Mới xuất hiện hả? À, đến trễ hả em? Hay là có mặt từ lúc nãy? Lúc đầu. À, rồi cố lên nha. À, và bây giờ cô muốn giới thiệu với các em một một cái phân cực. À, cô sẽ share màn hình bây giờ. À, và các em lại tiếp tục chịu khó một chút thôi. Chúng ta học rất là nhanh để cho các em có thể tức là có thể nghỉ nữa. Thế và cái này cô mong là các em sẽ nào, bây giờ các em sẽ cùng mở sang một cái bài, một cái phần cũng được, hay là phần hai la mã lúc đấy là cấu tạo này, nguyên tắc hoạt động này, các loại này. Còn bây giờ các em viết một cái title lên là phân cực cho transistor trường. Phân cực là gì? Là xác định nó dẫn hay là nó ngắt, được chưa? Và như vậy á, là cô cũng sẽ cho cái bài này lên trên rồi. Trước khi phân cực thì các em nhìn cho cô xem nè. Cô lần nữa cô lại review lại, tức là con transistor của chúng ta, tại vì nó có hơi nhiều chủng loại một chút. Thế cho nên là con phép này cơ bản của nó cực máng, cực nguồn và cực cổng. Thì máng nó tương đương với cực thu. Nguồn thì nó tương đương với cực phát. Nguồn là phát ra cái gì đấy. Còn cực cổng thì tương đương với cực nền. Được chưa? Và các chủng loại của phép. À, phép và BJT giống hệt nhau cho nên giống hệt nhau ở đây là về cái căn bản. Thế thì các em về nhà trong cái hôm nay tuần sau cô muốn, nếu mà chúng ta đi học được thì tốt, còn nếu chúng ta không đi học được á, thì các em cũng có ở trong tay của mình một cái sơ đồ tư duy ta gọi là mind map về các mạch phân cực của transistor. Thế thì đây là những cái mà lưu ý nhất. Em nhìn cho cô nào. Lưu ý thứ nhất là dòng ở cực nào thì tên là dòng ở cực đó. Bên đây cũng vậy, dòng IC, dòng IE và dòng IE ở đây á, là dòng phát, thì dòng IS ở đây là dòng thu. Thì luôn luôn ta có một cái định luật giống như định luật thế này. Là IE thì phát ra bao nhiêu thì cực thu và cực nền, nó giống như một cái nút các em. Các cái dòng vào, dòng ra thì bằng tổng hai dòng vào. Được chưa? Thế thì tương tự như vậy, ở bên con này, thì ta sẽ có một cái dòng là ID, à IS. IS là nguồn mà, thì bằng ID cộng IG. Cái này để cô... Ừ, sao lúc nãy cô chưa thấy nhỉ? À. Đây, ta sẽ có ở hai bên là IS thì bằng IG cộng ID. Và bên đây ta có IE thì bằng IB cộng IC. Và cái hai cái đồ thị này nó cũng giống nhau các em. Nó có ba cái vùng, nhưng nó khác nhau ở một điểm. Là các cái tham số ở đây là dòng và tham số ở đây là điện áp. Nó sẽ chắc chắn nó sẽ có một cái đường mà kiểu chéo chéo như thế này. Mà hai bên nó giống nhau lắm các em. Thế thì đây là những cái phương trình mà các em phải ghi lại. Thứ nhất là cái dòng ID đây thì nó sẽ bằng IDSS 1 trên trừ VGS trên VP. Tức là chúng ta lưu lại các tham số này.
Và còn bên đây BGT thì ta có IC thì bằng beta lần IB cộng ICBO. Đây là những gì liên quan tới mạch phân cực. Rồi bây giờ các em viết xuống hàng cho cô, gọi Q là điểm làm việc. Q bên đây chúng ta đã học rồi, Q là một điểm làm việc. Nằm ở trên tọa độ họ đặt tuyến ngõ ra ID, còn cái này là VDS. VDS nha các em. Giống như là đây là VCE và IC. Cái đồ thị này các em phải viết ra cho cô. Và ta luôn luôn có những cái đặc tính. Là các em viết những cái, vẽ luôn cho cô cả hai cái hình này vào để mình dễ thấy. Còn lúc nãy các em bảo cô em đã vẽ rồi thì không cần phải vẽ lại, thì em chỉ vẽ cho cô cái phần phép này thôi. Và con phép này nó có 2-3 cái chương trình, ví dụ như làm tới MOSFET kênh cảm ứng chẳng hạn, thì lúc đó phương trình ID này nó mới hơi khác một chút. Thì cô xem nào. Thì cô đây. Ở bên MOSFET á, thì ở bên FET thì cái phương trình nó hơi nhiều hơn, nhưng mà thực ra bài toán nó lại dễ hơn. Các em nhìn thấy hệ, ta có hệ phương trình đấy, ở phương trình này người ta cho trước các em. Thế cho nên là mình cứ chấp nhận nó. Thế còn ở bên đây á, thì bài toán nó đơn giản hơn này, các em nhìn này. Ở đây chúng ta chỉ có một phương trình là IC thì bằng beta lần IB. Còn ở đây á, chúng ta có tới 3 phương trình. Và các em nhìn nhá. 3 phương trình này là 3 phương trình mà nó trực thuộc con phép và chúng ta sẽ sử dụng. Nếu chúng ta làm việc với GFET thì em nhìn cái phương trình này cũng đặc biệt lắm. Nó gọi là phương trình biểu diễn cái đặc tuyến vôn ampere của đặc tuyến truyền đạt đấy các em. Tức là ID là dòng ngõ ra này, phụ thuộc vào dòng ngõ vào là VGS. VGS nằm ở đây này các em. Đúng chưa? Và ở đây ta lại có là ID này phụ thuộc vào VGS. Còn cái VT hay là VP này là người ta là điện áp mở, là điện áp ngưỡng hay là điện áp cho trước. Cho nên chúng ta coi như nó là một cái tham số bình thường. Đó. Sau khi các em viết xong thì chúng ta bắt đầu sẽ review lại một tí cái mạch điện. Thì cô vào luôn bài tập nhé. Các em viết cho cô một nhỏ. Mạch phân cực cho phép là mạch phân cực cố định. Rồi bây giờ mình nhìn cái mạch chút một tí đó. Đây là một mạch điện mà trong đó có con transistor. Và các em nhìn cho cô, bây giờ mình phải xác định nó như thế nào đã, khá là thay thế, giống như là thay thế một con transistor BGT. Ở đây có điện trở RD. Ở cực G thì nó có một cái điện trở RG và có một cái nguồn VGG. Ở trên này chúng ta thấy cái nguồn VDD và nó nằm dọc như thế này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu xét nè. Thứ nhất, mình nhìn phía tay phải của chúng ta. Chúng ta thấy cực máng nối với một cái tụ, như vậy cực máng bận rồi. Thứ nhì là chúng ta nhìn sang phía tay trái lại có một cái tụ nữa. Thì ta gọi cái này là nó bận. Thứ hai là cực cổng, như vậy nó thừa lại cực S. Và các em thấy cực S nối thẳng xuống đất. Cái này giống như BGT lắm. Là điện trở RS bằng 0. Bây giờ các em viết cho cô cái bài này. Cô ơi, cô xem màn hình đi cô. Sao em? Cô không có xem màn hình nữa cô. Ủa? Cô xem màn hình à? Dạ. Ôi cô sorry. Để cô xem nào. Lúc nãy cô vừa mới rồi. Sorry các em. Rồi bây giờ các em viết lại cho cô.
Nào, thế thì các em xem lại một chút xíu, tức là đối với con phép bên đây thì ta có ba phương trình. Em viết lại cho cô ba phương trình, tức là IS thì bằng IG cộng ID, tức là dòng nguồn ở cực nguồn thì bằng dòng ở cực cổng cộng với dòng ở cực thu, cực máng đấy, máng tức là hứng cái gì đấy. Tương tự như bên đây là IE thì bằng IB cộng IC, đúng không em? Ở bên BGT chúng ta có ba cái phương trình thôi. Và luôn luôn ta có một cái đồ thị như thế này, và đây là phương trình đường tải tĩnh, thì phương trình này là phương trình cho trước, và chúng ta có dòng cực thê thu này thì bằng beta lần IB cộng ICBO. Và như vậy các em thấy ở bên dòng cực bên phép này nè các em, thì nó có IG gần bằng 0, như vậy là ID bằng với IS, tại vì chạy trong kênh dẫn mà. Còn nếu không thì chúng ta phải đóng khung lại. Và cái đồ thị này nó tương đương với đồ thị này, là đồ thị họ đặc tuyến ngõ ra. Và ở đây chúng ta có ID thì bằng IDSS 1 trừ VGS trên VP, tất cả cái này bình phương. Và đây là đối với con MOSFET hoặc là con FET hoặc là IGFET. Nhưng riêng đối với con IMOSFET thì chúng ta có cái phương trình này. Và phương trình này được gọi là phương trình họ đặc tuyến truyền đạt đấy các em. Là dòng ngõ ra.